Chết rồi, phải tìm cách cứu bụng bự thôi. Nếu không bụng bự sẽ không thể tỉnh lại được. Làm sao để cứu bụng bự bây giờ hả anh? Chỉ còn cách là đi vào game để đưa bụng bự ra đây thôi. Hả? Bằng cách nào hả ba? Bây giờ ba sẽ giữ cho bụng bự trong trạng thái ngủ. Hai đứa sẽ vào trong game cứu bụng bự ra đây. Hả? Nhưng làm sao mình vào trong đó được hả bác? Hai đứa lại đây. Hai đứa phải nhớ, khi gặp được bụng bự hãy đeo chiếc đồng hồ này cho bạn ấy và ấn nút xanh để trở ra nghe chưa? Hay quá. Hai đứa nhớ cẩn thận, phải thật nhanh, trong vòng một ngày phải đưa được bụng bự ra đây. Nếu không đồng hồ hết pin là tụi con sẽ mắc kẹt trong đó không ra được nữa đâu. Hả? Thôi vậy con không đi đâu, nguy hiểm quá. Sao bạn nhét vậy? Mình là thỏ mà. Bởi vậy người ta nói nhét như thỏ là đúng rồi. Tài to, bác biết là việc này rất khó khăn, nhưng mà con thông minh lại điềm tĩnh nên không có con một mình đốm đi bác không an tâm lắm. Vậy con sẽ đi với đốm. Đúng là con gái thích nói ngọt. Đốm nói vậy là sao? À không có gì, mình đang khen tay to gan dạ thông minh đó mà. Dám chọc mình hả? Thôi khởi động. Dạ. Tới đây. Thôi chết, mình quên chọn vị trí cho tụi nhỏ đáp rồi. Ôi trời! Kiểu này chưa cứu được bụng bự, mình đã tiêu rồi. Sao giờ đó? Sao mình biết chứ? Giờ có ai đánh thắng khủng long không đó? Để mình về hỏi ba mình. Ba đang làm đây. Dịch chuyển qua đây. Sáng chút là tiêu rồi. Cứu hồn. Tay con bụng bự kìa. Đâu? Bụng bự, tỉnh lại đi. Bụng bự hả? Các người buông ta ra, để ta tiêu diệt nó. Bụng bự mạnh quá. Mình đi đồng hồ cho bụng bự là đi về được liền à? À ha, mình quên mất. Nghe lên tay to, mình giữ hết nổi rồi. Đợi một chút. Đâu rồi ta? Nhanh đi tay to, nếu không là chúng ta tiêu chắc đó. Lại đây. Mình tìm hoài mà không thấy. Cái gì? Đâu rồi ta? Không lẽ? Không lẽ cái gì? Không lẽ rớt thằng kia rồi? Hả? Làm sao bây giờ đó? Không bự, tỉnh lẹ đi. Đó, cẩn thận. Đó nhanh thiệt. Đốm hả? Ủa, bụng bự đâu rồi? Ủa, kỳ vậy? Hả? Bụng bự bị trúng đá rồi. Bụng bự, bạn có sao không?
Có khi nào bạn ấy chết rồi không? Bông bự ơi, bông bự đừng có chết mà bông bự. Bông bự đừng có chết mà sao bông hiếp bạn nó đau. Mình cũng sẽ không gọi bạn là heo mập nữa. Hai bạn hứa đó nha. Mình hứa mà. Mình hứa. Mình cũng hứa. Hả? Sao giống giọng bụng bự vậy? Đúng rồi. Vậy mình đâu có chết đâu. Bụng bự. Bụng bự. Bụng bự còn sống. Ủa? Mà sao tụi mình ở đây vậy? Bạn không biết chuyện gì hả? Mình nhớ là mình đang chơi game trong phòng của mình mà. Bạn mê chơi game rồi ngất xỉu, rồi bị lạc ở trong game luôn đó. Tụi mình phải vào đây để cứu bạn đó. Ủa? Vậy hả? Mình xin lỗi nha. Vậy giờ mình về nhà đi. Không có về được. Ủa? Sao vậy Đốm? Vì phải đeo chiếc đồng hồ này vào tay thì mới về được. Sao hai bạn có? Của mình đâu? Là thằng kia kìa. Hả? Vậy làm sao mà lấy? Mình có cách. Cách gì? Chúng ta có 3 người. 2 người sẽ dụ khủng long đi chỗ khác, còn người còn lại sẽ đến đó lấy đồng hồ là được. Anh thấy không? Đúng là mình quá à. Nhưng ai sẽ là người dụ khủng long? Thì mình dụ bụng bự chứ sao? Không được, mình chậm chạp lắm. Đốm mà tay to, nhanh nhẹn, lại thông minh. Nên hai bạn dụ khủng long đi. Đúng là bụng bự, nhát gan con làm biến nữa. Sao lúc nãy hai bạn nói thương mình? Thôi được rồi, bụng bự nhớ là khi nào cầm được đồng hồ rồi ấn nút màu xanh là trở về được à. Mình biết rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Kẹo biến hình xe bay. Bạn đem được cả xe bay về đây sao? Như vậy mới là đốm chứ. Vậy xe của mình đâu? Mình chỉ có 2 chiếc thôi, bạn không có đâu. Khỏi cần xe, hai con khủng long đi hết rồi, mình sẽ lấy dễ ẹt. Hai bạn về nhanh vậy? Đốm bạn cứu mình với, cứu với. Đốm ơi cứu mình với, cứu với. Hình như có tiếng chân của bụng bự kìa. Không lẽ bạn ấy lại gặp nạn? Tay to, mình mới trở lại xem sao. Không lẽ mình chết mà chưa được ăn bữa ngon sao? Mình không phải chết vì muốn lông ăn thịt, mà chết vì đá nè. Cây ngã quá trời, đá bay nữa kìa đốm. Nhanh lên tên to, nếu không một bữa sẽ nguy mất. Mình thấy đúng nói đúng đó. Nhưng cứu bằng cách nào?
mình có cách. Vậy mình quay trở lại nhanh đi. Trời ơi, nó mà không đem đồ về là sẽ bị đánh tét đứt luôn á. Đánh tét đứt. Nãy giờ bạn ăn bánh tét quá chừng còn gì nữa. À, từ nãy giờ mấy bạn có ăn chung á nha. Đặc biệt là Bụng Bự ăn nhiều nhất á. Mình không biết gì hết. Thôi, đừng có cãi nữa, mình nghĩ ra cách rồi nè. Ờ, đúng rồi Tay To, đỡ mình dậy rồi, hai đứa mình cùng chạy thiệt lạ. Kệ đóm đi. Yeah. Định luật bánh tét, bánh tét không tự nhiên sinh ra, vậy thì mình phải tự làm bánh tét thôi. Hả? Làm bánh tét? Đớn, nguyên liệu vỏ bánh đã đủ chưa? Báo cáo. Nếp dẻo, lá chuối, dừa khô, dây buộc đã sẵn sàng. Bụng Bự, nguyên liệu nhân bánh thế nào rồi? Báo cáo. Đậu xanh, thịt mỡ, hành lá, hột vịt muối đã sẵn sàng. Rồi bây giờ chúng ta phải bắt đầu gói bánh thôi. Rõ. Ủa, mà gói thì sao? Cả đám có ai biết gói bánh đâu. Đừng có nhìn mình. Đó giờ mình chỉ biết ăn thôi, không có biết gói đâu. Hay là mình gói đại đi, lấy phần vỏ bánh bọc bên ngoài, phần nhân bánh nhét vô trong, gói lại rồi đem nấu lên. Ờ, đúng rồi á, làm đại đi. Nổi lửa lên mấy bạn. Vô vô. Bập bùng bập bùng bập bùng. Bập bùng bập bùng bập bùng bập bùng. Yeah, chín rồi, mở nắp ra đi. Thôi sao? Chắc không sao đâu đớm. Một lát nói mình đi xe xấu quá nên bánh tét bị bể. Mấy đứa đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Đi lấy đồ gì mà đi cả ngày hả? Người ta mang bánh tét tới tận nhà của mình được kìa. Thôi, vô nhà đi mấy đứa. Mẹ cắt bánh tét cho ăn. Đứa nào ăn hết nguyên xe bánh tét của tôi? Đúng là không nên ăn những thứ mà không phải của mình. Mệt quá à. Chạy gì nổi nữa mà chạy. Thằng Tài ơi, con tận dụng chiếc xe đồ chơi được không ạ? À? Cũng được. Xài được cái gì thì cứ xài đi mấy đứa. Xả láng luôn. Kiểu này mình thắng chắc. Mình nói mà, bạn chạy đường trường làm sao lại mình. Cuộc đua này mình thắng chắc rồi. Ui da, ở đâu có cái tủ vậy nè? Tao mới dời ra để tăng độ khó đó. Vạch đích ở ngay sau cái tủ. Còn không mau chạy đi, ở đó mà càm ràm. Sao đây ta? Tủ này không chui lọt ở dưới rồi, cũng không leo qua được. Vậy chỉ còn cách chạy vòng qua thôi. Leo tường cũng biết nữa hả? Sao cái gì cũng biết hết trơn trời. Trời ơi, mình đi được trên mọi địa hình luôn mà. Cái tủ này có lạ gì đâu. Leo qua tủ thì sẽ nhanh hơn, nhưng phải leo xuống nữa. Nếu mà chạy vòng nhanh á thì sẽ đuổi kịp. Yeah.
Kịp rồi, bây giờ mình leo xuống á thì mình cũng đã đuổi kịp rồi. Trời, không ngờ ốc xanh cũng can đảm ghê luôn á. Thấy dập đất rồi, tiến lên một xíu nữa thôi. Ôi không, văng mất cái bánh xe rồi, làm sao mà chạy. Thôi, cho cái tủ dừng lại, đừng có đè lên bạn của con. Khó khăn lắm mới được một điều ước, con không ước gì cho bản thân mình sao? Dạ không, đáng lẽ ốc xanh đã thắng nếu lọ muối không dở ra trước vạch đích. Ồ, còn gì nữa không? Con đã nhận ra mỗi người đều có ưu điểm riêng. Ốc xanh tuy chậm chạp nhưng leo tường rất giỏi. Đớm giỏi lắm, ta thưởng thêm cho con một cái bánh kem nữa nha. Bánh kem nhỏ quá, chỉ đủ mình con ăn thôi. Phải chi á, ông biến tay to nhỏ lại để cùng ăn nữa. Ý kiến hay lắm, vậy tất cả cùng ăn bánh kem nha. Ôi là trời, cái gì mà tập bài dài dữ vậy? Ủa sao mình dở vậy ta? Nghỉ tận 2 ngày lần mà. Xem mặt hình, sáng mai làm tiếp là xong. Dở vậy hả? Xem hết hoạt hình này đớm nhớ làm bài tập đó. Nhưng mà mẹ, còn có phim hoạt hình mèo con thông minh nữa mà. Bài tập hồi chiều ai than phiền như núi vậy ta? Mẹ yên tâm, con nghỉ tận 2 ngày lần mà. Lại để nước đóng chân mới nhảy. Mẹ cứ yên tâm đi, con làm một loáng là xong ngay mà. Giờ đốm đi đá bóng, chút về xử lý mấy bạn sau nha. Mẹ ơi, con đi đá bóng chút xíu nha mẹ. Đốm, con làm bài tập xong chưa đó? Tí về con làm ngay mẹ, con đi nha. Bụng bự, rõ ràng hẹn đến đây đá bóng, mà mấy hai bài tập là sao vậy? Mấy bài tập này đâu có hiểu đâu. Giờ nào việc đó, bạn không nhớ quy tắc này hả? Mấy bài này dễ lắm, mình hướng dẫn một bụi nhanh rồi chơi bóng cũng được mà đúng. Ta to chỉ đi, mình chơi bóng trước đây. Đúng có sao không? Không chơi nữa, đá bóng chán òm. Mẹ ơi, có gì ăn không mẹ? Có rau câu dừa trong tủ lạnh đó con. Wow, ngon quá hả? Con làm bài tập xong hết chưa? Mai đi học rồi. Lát con làm. Ừ, ăn nhanh lên phòng làm bài, xong đồ chơi gì cũng thoải mái. Mẹ xem nè, con là siêu anh hùng. Bài tập là chuyện nhỏ, một loáng là xong ngay. Siêu dân mà không làm bài tập thì cô phạt mất mặt lắm đó. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Rau câu dừa đúng là số 1. Đúng, làm bài tập đi rồi chiều ba mẹ đưa qua sinh nhật bà ngoại. Nào quá chừng luôn. Chừng bài đó hả? Làm chừng một tiếng là xong ngay. Ngủ chút dậy làm bài cũng được mà. Đúng ơi, con đã thay đồ chưa? Mình đi qua nhà ông bà ngoại thôi con. Mau lên con, ba chờ dưới nhà kìa. Ủa, còn sớm rồi mà. Gần 6 giờ rồi. Hả? Vậy con ngủ từ trưa tới giờ hả? Con chết rồi. Đớm nói năng lung tung không? Thay đồ đi, ba mẹ chờ con. Nhưng con vẫn chưa làm bài xong. Con chưa làm bài tập. Con ngủ quên. Đớm, con hư quá, không nề nếp kỷ luật gì hết. Hôm nay ở nhà làm bài tập, không có đi đâu hết. Hôm nay ba mẹ phạt con ở nhà làm bài. Ba mẹ đi đây. Con biết lỗi rồi. Đau bụng quá. Mẹ đâu rồi ta? Dưa hấu trông ngon quá vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Sao ta? Mình muốn ăn dưa hấu.
sao con dám lấy dao? Mẹ đã dặn con thế nào? Dạ, tại con không thấy mẹ đâu hết. Con có biết trẻ con không được dùng dao không? Nó rất nguy hiểm. Dạ, tại con đói bụng quá, con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ chỉ giảng giải cho đúng hiểu chứ không phải trách mắng con đâu. Để mẹ dọn cơm và xẻ dưa cho con ăn nha. Yeah, cảm ơn mẹ. Đúng đến rồi hả? Mẹ vào đi, có bụng bự nữa nè. Mình có mang thêm bánh khóm cho mẹ mình làm nè, ngon lắm đó. Yeah, bánh mẹ đốm làm là ngon nhất. Ăn xong bánh á, tụi mình chơi trò gì tiếp theo bây giờ? Hay là tụi mình đọc sách đi. Thôi, đọc sách dễ bị buồn ngủ lắm. Vậy thì tụi mình chơi bán đồ hàng đi. Nhưng mà chỉ chơi giả bộ hoài chán lắm. Mình cứ giả bộ ăn trong khi không có cái gì ở trong chén hết trơn. Cái buồn bự muốn chơi cái gì? Mình cũng không biết nữa. Á, mình biết rồi. Lần này chúng ta sẽ không chơi bán đồ hàng giả bộ nữa. Tụi mình sẽ dùng cây lá để làm thức ăn. Ý bạn là sao? Tụi mình sẽ lấy lá cây sắt nhỏ ra làm thức ăn. Vậy là có thức ăn trong chén, chỉ là không ăn được thôi. Nghe có vẻ thú vị hơn rồi đó. Vậy mình cùng chơi đi. Mình cũng muốn chơi thử lắm á. Vậy giờ tụi mình cùng đi hái lá cây đi. Xong, vậy bây giờ tụi mình cùng chơi thôi. Đốm làm đầu bếp, mình là phục vụ, bụng bự là khách hàng. Để mình làm khách hàng cho. Mình chỉ thích ăn thôi. Nhưng mà bây giờ mình dùng cái gì để cắt lá bây giờ? Đương nhiên là dùng dao rồi. Thôi, không được đâu. Mẹ mình nói trẻ con dùng dao rất nguy hiểm. Mẹ mình cũng nói vậy đó. Hai bạn và con trai mà nhát gan quá à. Đốm không dám dùng dao, vậy để mình làm đầu bếp cho. Không phải mình nhát gan, mà là mình nghe theo lời căn dặn của mẹ thôi. Vậy là bạn vẫn không dám dùng dao đúng không? Vậy cứ để mình làm đầu bếp cho. Mình leo lên cái ghế này, hai bạn giữ chặt cái ghế giúp mình nha. Nè, hai bạn thấy chưa? Có sao đâu. Tay tôi, cậu có sao không? Mình còn sống không vậy? Bạn còn sống mà. Thiệt là nguy hiểm quá. Xém xém là mình tiêu đời rồi. Giờ thì mình đã tin lời của đốm rồi. Chúng ta còn nhỏ, không nên sử dụng dao. Như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Đốm, con có biết hôm nay ai làm bể lọ nước hoa của mẹ không? Con không biết mẹ ơi. Hôm nay con đi chơi cả ngày bên nhà bụng bự mà. Con là đứa trẻ hư. Mũi của con sẽ dài ra khi con nói dối như cậu bé Pinocchio. Đốm, bạn đã làm xong bài tập cô giao về nhà chưa? Đương nhiên là xong lâu rồi. Dễ ẹc à. Mũi bạn sao vậy đó? Có gì đâu. Bạn nhìn nhầm rồi đó. Là do đốm làm hư phải không? Không phải mình. Đi tìm người lớn hỏi đi. Không, mình không còn hỏi người lớn đâu. Mẹ ơi, sao vậy con? Mẹ ơi, con xin lỗi. Chuyện gì? Nói cho mẹ nghe nào. Hôm qua con đã vô tình làm rơi lọ nước hoa của mẹ. Con đã nói dối. Mẹ ơi, cho con xin lỗi. Con biết lỗi rồi. Từ nãy giờ sau, con hứa sẽ ngoan, không nói dối nữa đâu ạ.
Đông ơi, ra đi học nè. Con kìa, mẹ con đi học. Đợi mình với. Đợi mình. Bụng bự ơi, cho mình xin lỗi nha. Hôm qua mình làm hư đèn xe đồ chơi của bạn mà lại im lặng. À, cái đó tới nhờ bố dán lại rồi, không sao đâu. Mình làm xong bài tập cô giao rồi nha. Dễ thiệt á, mình không nói dối đâu. Mình thật may mắn, mọi người xung quanh mình thật tốt. Mình sẽ ngoan, sẽ ngoan. Tập thể dục thôi. Dạ, tập thể dục buổi sáng cho khỏe. Dang hai tay, mắt nhìn thẳng. Ủa, ba ơi, ba, nhìn cái cây kìa. Lo tập trung tập đi, đừng có nhìn lung tung nữa. Không phải, cái cây kiển của ba, sao mà không còn lá nào nữa vậy? Ủa, sao lại như vậy? Tại sao mới một đêm mà sâu lại ăn hết lá như vậy? Con sâu đáng ghét, ta mà tìm được ngươi là ta sẽ mang ngươi cho cá ăn cho biết thân. Bắt được ngươi rồi nha. Ba ơi, sao con sâu này ngộ quá vậy? Y chang con cá luôn. Đâu, đâu, ba coi coi. Ôi da, gãy xương sống rồi. Ba thấy chưa, con sâu này y chang con cá luôn. Ai nói với ngươi ta là sâu chứ? Ngươi không phải là sâu. Tại sao lại ăn lá cây rồi còn sống bên cây nữa? Đó là sự thật đau lòng. Hai người biết không, ta là cá ở xứ sở thần tiên. À, sao nước của mình bị cạn hết như vậy? Đó, từ đó không còn nước nữa. Ta phải sống trên cây và ăn lá cây đỡ đó. Ở đây vẫn còn nước, sao ngươi không sống mà sống trên cây? Nước ở đây thối quá à. Ta ở dưới đó cho da ta bị mẩn ngứa, nổi mụn hết sao, chưa kể là bị ung thư da luôn. Nhưng tại sao nguồn nước sạch ở xứ sở thần tiên lại cạn kiệt được chứ? Ta không biết, nhưng đó là nơi có nước sạch duy nhất chảy ra thế giới này. Nếu nơi đó mà cạn kiệt thì chắc chắn là điềm báo không lành rồi. Có khi nào là chúng ta ở cũng bị hạn hán không ạ? Ôi, hạn hán thật rồi. Sao lại như vậy hả ba? Loài người không ngừng chặt rừng, tàn phá thiên nhiên bằng khói bụi hóa chất thì hạn hán sẽ đến thôi. Vậy chúng ta làm gì để bảo vệ thiên nhiên đi ba? Mỗi chúng ta không đủ sức để làm điều lớn lao đó đâu con à. Nhưng mà nếu mỗi người chúng ta cùng làm những việc nhỏ thì sẽ làm góp phần cho thiên nhiên này tươi đẹp lại. Bằng cách nào hả ba? Chúng ta hãy giữ môi trường sống này trong lành, không xả rác, tiết kiệm điện và giữ cho nước sạch hơn. Cái này đốm làm được. Còn yêu động vật và bảo vệ chúng, các ngươi không làm à? Tất nhiên là chúng tôi sẽ làm. Vậy thì hãy làm cho chúng tôi ở lại đây cùng các người đi. Đúng đó ba. Nếu bạn cá này đi ra ngoài thì sẽ bị người ta bắt ra ăn thịt hoặc thả xuống dòng sông đen ngòm đó ba. Thôi được rồi, ngươi hãy ở lại với chúng ta. Các người cho ta ở lại à? Ừ, đúng rồi. Ra đi các em. Có nhà ở rồi. La la la. Lần này chắc tiêu hết cái vườn cây của ta. Ơi, sao mà việc nhiều như vậy? Chỉ còn 20 phút nữa thôi là khách đến rồi. Làm sao bây giờ? Thằng bụng bự nó đi đâu mà nãy giờ không thấy về giúp mình vậy ta? Ngủ quá đi. Hôm nay sao mà thầy dạy chán quá không biết nữa. Bụng bự, con mau lên cất cặp sách rồi xuống đây giúp mẹ. Hôm nay bác Đốm và bác Bò Vàng sang chơi nên mẹ phải chuẩn bị rất nhiều món ăn. Con nhanh lên rồi xuống đây phụ mẹ nha. Nhưng con đâu có biết làm gì đâu. Nấu ăn là công việc của mẹ mà. Việc cũng bự là đi học mà mẹ. Chỉ phụ mẹ những công việc lặt vặt thôi. Con buồn ngủ rồi, mẹ làm đi nha. Cái thằng này chỉ ham ăn ham ngủ. Các bạn ơi, ngày mai cô giáo chúng ta sẽ mở một đại tiệc cho lớp. Cô bảo á, mỗi bạn sẽ phải nấu một món ăn. Ai nấu giỏi nhất á, thì sẽ được phong là đầu bếp số 1 của lớp luôn. Vậy thì mình sẽ trổ tài nấu món trứng chiên siêu ngon của mình cho các bạn thưởng thức đây. Ủa, Đốm, bạn cũng biết nấu ăn nữa hả? Không có.
Mình chỉ nhờ mẹ mình dạy cho mình nấu thôi. Vậy mà mình tưởng bạn biết nấu ăn, nhờ mẹ chỉ ai làm cho được. Vậy thì bạn có biết nấu không? Nhưng không được nhờ mẹ bạn giúp nha. Được chứ sao không được. Mẹ mình nấu ăn ngon như vậy, chắc chắn mình phải có gen di truyền. Ngày mai mình sẽ làm một cái bánh hamburger khổng lồ cho bạn coi. Vậy mình sẽ nấu món chè siêu ngọt. Chúng ta cùng bắt đầu thực hiện thôi. Mình sẽ cho đốm thấy mình nấu ăn ngon như thế nào. Không ai có thể chiến thắng được bụng bự. Ây da, mệt quá đi. Sao nhiều đồ vậy ta? Rồi mình làm sao đây ta? Giờ mình làm gì trước ta? À, mình sẽ xẻ bánh hamburger ra trước. Sau đó mình sẽ chiên trứng. Đúng rồi. Các người, các người lại. Liêu liêu. Mệt quá. Sao lại khó thế này? Tưởng dễ làm, ai ngờ sao mà dứt dã thế chứ. Ui, bà ấy về rồi. Con sao vậy bụng bự? Mẹ ơi, con định làm cái bánh hamburger siêu bự đem dự tiệc mà sao khó quá mẹ ơi. Mẹ giúp con đi nha. Sao được, con nói việc ai nấy làm mà, sao mẹ giúp con được? Con sai rồi, con xin lỗi mẹ mà. Mẹ giúp con đi, từ nay về sau con sẽ phụ mẹ việc nhà. Chúng ta là một gia đình, phải yêu thương, giúp đỡ nhau. Không có công việc nào là của riêng ai hết con à. Bụng bự xin lỗi mẹ. Các bạn biết không, mình rất thích trở thành một cô giáo. Vừa thông minh, vừa xinh đẹp, các em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Vậy bạn có đánh các em khi không nghe lời bạn không? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà các em đi học thì phải làm bài tập đầy đủ. Không hả, thì mình sẽ tiếc và mong đó. Vậy chắc các học sinh của bạn sẽ sợ bạn lắm chứ mà xem. Sao lại sợ mình? Vì bạn hung dữ quá mà. Các bạn đúng là quá đáng mà. Vậy còn hai bạn muốn làm gì? Bụng bự mình đây sẽ trở thành đầu bếp của nhà hàng 15 sao hạng nhất hành tinh này. Ủa, mình mới nghe là nhà hàng 5 sao thôi mà bụng bự. Sao nhà hàng của bạn tới 15 sao lận? Bây giờ chỉ 5 sao, nhưng đến khi mình lớn thì mọi thứ sẽ lớn theo. 5 sao chỉ trở thành 15 sao thôi. Còn mình muốn trở thành một nghệ sĩ chơi đàn thật hay. Mỗi lần mình gãy thì mọi người phải chăm cho, thán phục. Đếm hay quá, đếm là thiên tài âm nhạc. Ôi, mình thần tượng đếm quá à. Đếm đáng yêu quá. Đếm, đếm, bạn đang mơ hả? Đâu có mơ gì đâu. Nhưng bạn đâu có biết chơi violon đâu. Tưởng chuyện gì, chứ việc học đàn thì vô cùng đơn giản với mình. Mình sẽ xin mẹ mình mua đàn cho mình học, và mình sẽ đàn cho mọi người nghe. Đâu quá đi à, sao mà cây đàn khó đánh quá vậy? Mình chẳng thấy mặt nó nữa đâu. Đúng rồi, bạn học đàn tới đâu rồi? Bạn đàn cho chúng mình nghe một đoạn được không? Hư bao nhiêu cây đàn rồi. Chắc là đàn hay lắm á tay to. Mình đã đàn giỏi hơn trước rất nhiều rồi. Các bạn muốn nghe không? Tất nhiên là muốn. Không muốn mình đến đây làm gì? Vậy thì mình sẽ cho hai bạn thưởng thức. Ba mình nói tiếng đàn của mình có 102 luôn đó. Vậy bạn cho tụi mình nghe thử đi. Mình tò mò quá. Đốm, còn lại đàn nữa hả? Sao bạn đàn ghê quá vậy? Mình không kịp chạy thoát thân luôn nè. Mình đàn như vậy đó. Mình đàn hoài mà sao nó không hay vậy? Mình vô dụng như vậy sao? Thôi, bạn nín đi. Mình muốn làm thiên tài đàn thôi mà. Sao mình tập hoài mà không được vậy? Con trai à, đàn không phải là con muốn giỏi muốn hay là được. Dù con có tập luyện cỡ nào mà không có năng khiếu thì con cũng không học giỏi được. Nhưng không giỏi đàn không có nghĩa là con là đứa vô dụng. Đúng rồi đó, đốm của mình rất thông minh mà. Hồi xưa giờ chuyện gì đốm cũng giỏi hơn mình mà. Thiệt hả mẹ? Hát thấy to, bụng bự. Đúng rồi, nhưng mà về cái vụ đàn á thì bỏ đi nha.
Con xin phép ba đốm như vậy có bị la không? Thì đừng cho ba mình biết, chứ có cái gì vui đâu mà chơi. Đúng rồi đó, mình vô đây xem coi có cái gì vui không. Biết đâu ba của đốm nghiên cứu cái gì hay hay thì sao. Ê, ê, mới nói mà có rồi kìa. Đâu, cái gì đâu? Cây súng kìa. Thôi thôi thôi, đừng nghịch súng, nguy hiểm lắm. Rồi, nhẽ hiều hả? Súng được chơi chắc luôn. Đâu, đưa cho mình xem thử. Ôi da, đúng rồi, chết rồi. Tại bạn nó bụng bự, bắn trúng đốm rồi thấy không? Tại bạn chứ bộ, tại bạn không cho mình mượn. Ê, 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 mình đang lơ lửng nè. Bạn bay thử coi được không? Đúng rồi, đâu có sao không? Bây giờ mình bay được rồi, không cần cánh, cũng không cần động cơ luôn. Mình cũng muốn bay nữa. Sao mày không ra đạn, bắn cái coi. Chắc là lúc nãy giằng co nên súng hư rồi. Vậy thì chỉ có một mình ta bay được thôi. Từ nay ta sẽ là anh hùng đốm, thủ lĩnh địa cầu. Thủ lĩnh gì chứ, chẳng qua là bạn hên thôi. Mấy bạn còn không mau chặt thủ lĩnh địa cầu đi chứ. Thủ lĩnh cái mông á, bụng bự này ngoài đồ ăn ra thì ứ chào ai hết. Nhân danh thủ lĩnh địa cầu, mình khép bạn vào tội không tuân thủ. Bây giờ mà bạn không chào thủ lĩnh địa cầu thì mình sẽ thả bạn xuống đất té dập mông luôn. Cứu mình với tay to. Đốm làm gì vậy đốm? Để bụng bự xuống đi. Thôi nghỉ, đi về. Hết vui rồi. Bạn bay một mình đi đốm. Ứ ai thèm chơi với bạn nữa. Vậy thôi, mình bay một mình. Kỳ á. Bây giờ con có ngồi xuống ăn cơm không? Ba cứu con đi ba. Giờ con không thể ngồi xuống được rồi, con đói lắm. Cho chừa cái tội dám lén lấy chìa khóa mở cửa phòng nghiên cứu của ba cho các bạn vào nghịch. Con có biết như vậy là nguy hiểm lắm hay không? Con biết lỗi rồi. Từ nay giờ sau, con không dám nghịch phái đồ của ba nữa. Ba cho con xuống, rồi quýnh dùm ông con cũng được. Anh, cây roi sẵn rồi nè. Anh cho đốm xuống đi anh. Thôi thôi, con đồ ý rồi. Con nhịn đó cũng được. Ê, mấy bạn vô rừng cao su chơi thử không? Rừng cao su có gì mà chơi, ghê thấy mù. Lỡ có con gì bò ra cắn thì sao? Trời ơi, con gì cắn mình á, mình sẽ cắn lại nó. Huề, có gì đâu mà lo. Hay là tụi mình đi thử đi. Cứu mình với. Ghê quá. Kéo mình lên, lên, lên. Thấy chưa, đã nói là đừng vào đây rồi mà. Ê, con gì bò lên kìa. Trời ơi, có con rắn. Con này không phải là rắn độc đâu. Mình xem trên TV rồi, rắn độc là rắn hổ mang, có hai cái mang hai bên vậy nè, ghê lắm. Ý bạn là con này không có độc hả? Đúng rồi, nhìn con rắn hiền queo à, sao có độc được. Chết rồi, bụng bự bị rắn cắn rồi. Bác ơi bác, bác giúp tụi con với. Chết rồi, cháu mập này bị rắn độc cắn rồi. Nhưng con rắn hồi nãy tụi con thấy đâu phải là rắn hổ mang đâu. Sao mà có độc được vậy bác? Trời ơi, không phải chỉ mỗi rắn hổ mang mới có độc đâu, còn rất nhiều loài rắn khác có độc nữa. Đầu tiên ta phải băng ở phía trên vết cắn một đoạn, ép chặt băng vào. Các dòng băng phải đè lên nhau và băng cao dần về phía tim. Sau đó dùng một cuộn băng khác băng ở phía dưới vết thương, không được băng trùng lên vết cắn nghe chưa. Bác hay đi rừng nên hay đem những vật này theo. Ta cần phải sát trùng vết cắn rồi dùng dao lam sạch, rạch một đường nhỏ trên vết cắn, không ép vết thương nha. Rồi dùng nước muối đổ lên lần nữa và phải ghi giờ lên băng
vì thời gian tối đa băng ga rô là 40 phút thôi. Alo, cho tôi một xe cấp cứu tới bìa rừng cao su gấp nha. Mấy cháu có nhớ con rắn hồi nãy màu gì không? Dạ, hình như là con rắn màu nâu đỏ. Đó là loài rắn chàm quạp hay sống ở rừng cao su. Vậy bụng bự có sao không bác? Tạm thời bác đã sơ cứu xong, chắc sẽ không sao đâu. Nhưng trẻ con các cháu nên nhớ không được bất cẩn khi đi vào lùm vào bụi. Và khi bị rắn cắn phải tức tốc gọi người lớn, nếu không độc sẽ phát tán mà chết đó. Dạ, tụi con nhớ rồi. Từ nay cho dù là rắn gì thì cũng không bao giờ dám chọc nữa. Hi, sắp được ăn mì rồi. Mà ba mình nói nấu nước sôi coi chừng phỏng đó. Thì tụi mình cẩn thận là được rồi. Ủa, sao nước tô của mình ít hơn nước tô của bạn vậy? Trời ơi, vậy mà ít hơn hả? Cầu lao quá. Đưa đây, để mình tự đổ. Đưa cho mình. Ơi, coi chừng. Rồi, tay tao bị phỏng rồi. Đau quá à. Bị phỏng sôi rồi. Thôi mình có cách rồi, mình nghe nói đắp bơ, kem đánh răng, dầu, nước tương, nước mắm á, áp lên vết thương thì sẽ hết phỏng đó. Bạn để mấy cái đó ở đâu vậy hả tay to? Để mình tìm đắp lên cho bạn. Để hả? Không được, không được đắp mấy cái tùm lum đó lên vết thương, dễ bị nhiễm trùng và bị nặng hơn nữa đó. Vậy chứ giờ phải làm sao? Việc đầu tiên khi bị bỏng là ngâm vết thương với lại nước sạch. Nước không được quá nóng, cũng không được quá lạnh. Nếu có muối ăn thì có thể thêm vào một tí để có tính sát trùng. Rồi sao nữa đốm? Không xúc gì lên thì làm sao vết bỏng của mình lành được? Ngâm trong nước từ 15 đến 20 phút để vết phỏng không bị phồng rộp hay lan ra chỗ khác. Nếu bị phỏng ở chỗ có quần áo thì mình cắt quần áo cho đó luôn. Mà tay to bị ở tay nên không cần. Mình lo quá à. Thôi mình kiếm nước đá đắp lên vết thương cho tay to đi. Đắp nước đá có thể dẫn nó phỏng kép nếu như bị phỏng nặng loại 2 hoặc loại 3. Mình là con nít không biết phân biệt mấy loại phỏng này, cho nên tốt nhất là gọi người lớn. Hợp lý đó. Bạn ở đây ngâm tay cho tay to đi, để mình chạy đi tìm mẹ của tay to nha. Ừ, đi nhanh đi bụng bự. Cô ơi cô, nãy tụi con nấu mì á, cái tay to bị phỏng nước sôi rồi cô. Tụi con sau này tuyệt đối không được nấu nước sôi khi không có người lớn ở nhà nghe chưa? Dạ, tụi con xin lỗi, mà tay to đang ngâm trong nước nên chắc không có sao đâu. Trường hợp khẩn cấp, vô tình bị phỏng nước sôi, mấy đứa nhớ nằm lòng là phải sơ cứu như vậy. Rồi gọi ngay cho người lớn đó biết chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. Mấy cái cây cà kheo này bạn lấy ở đâu vậy đốm? Mình lấy ở phòng thí nghiệm của ba mình đó. Ba mình đã đặc biệt chế tạo những cây cà kheo này siêu thăng bằng nên đi thoải mái lắm, không sợ té đâu. Đúng là đi dễ thiệt, đi thử một cái là đi được liền à. Tại bạn chân dài nên đi dễ, mình đi khó thấy mồ. Vậy thì bạn nên dùng chức năng mới của cà kheo. Bạn hô kéo ra, nó thử đi. Kéo ra. Hả? Thích quá. Ê, mình cũng muốn làm thử. Kéo ra. Hay thiệt á. Gọi mình với. Nhờ cây cà kheo này mà mình hái táo dễ quá. Nói chỉ một lát, mình phải về sớm trả cây này cho ba đó. Tại ba mình đi làm rồi, nãy mình lấy đại đó. Mà cây này còn dài ra được nữa không đếm? Hay chỉ nhiêu đây thôi? Được chứ, dài bất tận luôn. Kéo ra, kéo ra, kéo ra, kéo ra, kéo ra. Wow, trên này đã quá.
ba mình lợi hại thiệt. Gió mạnh quá, cây kìa khi bắt đầu lắc rồi kìa. Đứng mày đứng, mày đèn kéo tới rồi kìa. Ở trên đây nữa là xét đánh đen đít luôn á. Ừ, thôi tụi mình xuống đi. Nhắn lại. Ủa, sống được vậy ta? Teo lại, cục lại, nhắn lại. Cũng vậy à đốm ơi, chưa nhắn lại nữa. Bạn có cách nào cho cây nhắn lại không? Hồi nãy mình chỉ đọc đến cách dài ra, rồi qua cuốn sách hướng dẫn sử dụng đi rồi. Vậy là chơi dại rồi, cây này sẽ bị xét đánh đen đít luôn nha coi. Tạm biệt các bạn, mình đi làm heo hun khói đây. Cô Lợi. Xíu nữa là con thành heo hun khói rồi. Đúng, lần sau không được sử dụng đồ của người lớn mà không xin phép. Dạ, con biết lỗi rồi. Và phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nữa. Hai cha con ngưng tay ăn trái cây nào. Con thích ăn trái cây, con mà ăn đâu. Con nói vậy các bạn trái cây sẽ buồn đó. Con ăn thử miếng này đi, ngon lắm. Trời ơi, nó vừa chát vừa chua vừa ẹt à. Con không ăn đâu mẹ. Vậy còn miếng dưa hấu này thì sao? Con không thích ăn dưa hấu, nó cứ lạc lạc lỏng bỏng nước. Đã vậy con phải lừa đi nhả hạt nữa. Mỗi loại trái cây đều có mùi vị riêng mà con. Ăn trái cây sẽ rất tốt cho sức khỏe đó con à. Con thấy ăn thịt mới có nhiều chất dinh dưỡng. Vậy là không ăn trái cây luôn à? Con thích ăn thịt thôi, con không ăn trái cây đâu. Trái cây ngon mà. Nào anh em, xông lên chiếm thành. Nào anh em, bắt hết các tù binh màu trắng cho ta. Thủ phủ này là của chúng ta. Tiến lên. Yêu ơi, kẻ thù mạnh quá, chúng ta phải làm sao đây? Thủ lĩnh của chúng ta đâu rồi? Thủ lĩnh của chúng ta đâu rồi? Hình như thủ lĩnh đi tìm thêm quân viện trợ chưa có về. Sao chúng ta giữ được thành bây giờ? Chúng nó mạnh quá. Chiếm thành, chiếm thành, chiếm thành, chiếm thành, chiếm thành, chiếm thành. Hay là bây giờ chúng ta buông vũ khí đầu hàng đi. Quân viện trợ tại sao vẫn chưa về? Chúng ta thua rồi, chạy thôi. Không, chúng ta không bỏ cuộc, chiến đến cùng nào. Thì ra chỉ là giấc mơ thôi. Thì ra không ăn trái cây sẽ làm cho bụng khó tiêu, xình hơi và đau bụng như vậy nè. Chưa kể mấy vi khuẩn độc hại màu đỏ vì vậy mà tấn công chúng ta nữa. Ghê thiệt chứ. Tại mình không chịu ăn trái cây, giờ phải đi tìm trái cây ăn đây. Các bạn lính màu trắng, chờ viện trợ tới nha. Ý, tay to đang bưng sách nặng quá kìa. Quá phụ tay to đi. Tay to, để mình phụ bạn cho. Ồ, cảm ơn bụng bự nha. Mà chồng sách nặng lắm, mỗi người bê một ít nha. Trời ơi, chuyện nhỏ, chút xíu sách này làm sao làm khó được bụng bự lực sĩ được. Nghe heo. Ồ, ghê. Không ngờ bụng bự khỏe ghê nha. Bình thường thôi, như đây đã là gì với mình đâu. Vậy mày có giỏi thì đeo thêm cái ba lô đầy sách nữa đi. Khỏe ghê. Cũng thường thôi. Vậy bạn có dám thi sức với mình không? Thi luôn,
Mày sợ bạn hả? Cơ bắp như vậy mà bạn cũng đòi thắng nữa hả Đốm? Thi đi rồi biết. Bắt đầu. À, hay quá, bụng bự khỏe quá. Ở khu này ta là mạnh nhất. Xí, cỡ vậy mà đòi mạnh nhất hả? Chứ còn ai có thể nâng được cục đá nặng gấp 2 lần trọng lượng cơ thể của mình được. Bạn có tay to hay là bò vàng? Vậy chắc bụng bự mạnh nhất thiệt rồi đó. Xí, hẹn bạn chiều nay ở đây. Mình sẽ cho bạn gặp người mạnh nhất khu này. Được, mình sẽ chống mắt lên xem. Sao rồi Đớm? Người mạnh nhất của bạn đâu? Đây nè. Con kiến nhỏ xíu như vậy mà đòi mạnh hơn mình. Mắc cười quá đi. Nó nâng cuốn sách còn không nổi mà đòi mạnh nhất khu này sao? Loài kiến là loài có sức mạnh phi thường, có thể nâng vật nặng gấp 5.000 lần cơ thể của nó. Vậy thì sao? Nó cũng đâu có nâng được cục đá to như mình. Nếu một con kiến có kích thước bằng một con người thì... Trời, mạnh dữ vậy. Thế nào, có muốn đấu với con kiến không? Thôi 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 thôi, mình chịu thua. Thôi đừng buồn, mình nghĩ qua chuyện này ai cũng rút ra được bài học cho mình rồi. Đốm thì nên thừa nhận chiến thắng của người khác, như vậy mới có tinh thần thể thao chứ. Còn bụng bự thì nên hiểu rằng núi này cao còn có núi cao hơn, nên phải khiêm tốn và không được ỷ lại. Tụi mình, hiểu rồi. Cái cờ két vạt cái nông, ba cái cùng béo, vật lông cái nào, vật lông cái cốc cho tao. Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn. Chà, dế mèo ếch thiệt, bé tí, và dám khiêu chiến với cái chị Cốc. Nè, chị Cốc, không phải với chủ chồng chị đâu, mà là dế mèo đó. Chị Cốc hiểu nhầm rồi, kiểu này dế chuỗi đáng thương, sẽ gặp nguy hiểm cho coi. Mình phải cứu dế chuỗi mới được, vậy phải làm sao ta? Mình có cách rồi. Không biết nhà chị Cốc ở đâu ta? Có ai ở đây không? Này, bạn dẫm phải tôi bây giờ. Nè ốc sên, bạn có thấy chị Cốc ở đâu không? Chị ấy ở đại hang, cách đây 50 góc bộ công anh á. May quá, mình đang cần gặp và báo tin cho chị Cốc cấp. Bạn có thể giúp mình không? Được, mình có thể đi cùng với Đốm. Hoan hô, vậy thì chúng ta đi thôi. Này ốc xanh, chúng ta đã đi qua mấy góc bồ công anh rồi, còn mấy góc nữa tới? Mình đã qua được góc bồ công anh thứ 5 rồi, chỉ còn khoảng 45 góc nữa là sẽ tới. Cái gì? Kiểu này thì bây giờ mới tới gặp được chị Cốc. Theo như tốc độ di chuyển của chúng ta là 0.003mm một giây thì khoảng hơn một tháng. Kiểu này thì cho dù mình thấy được chị Cốc thì giới chuỗi cũng đã tiêu đời từ lâu rồi. Có phải Đốm nói đến giới chuỗi nhà ở gần giới mèn phải không? Đúng rồi á, mình muốn đi gặp chị Cốc để báo rằng giới chuỗi không phải là người chơi chọc chị ấy, mà chính là giấy mèn nghịch ngợm gây họa. Sao vậy ốc sên? Có chuyện gì vậy? Ôi, tội nghiệp bạn dế chuỗi. Cả cánh đồng cỏ này ai cũng tiếc thương cho bạn ấy. Nói vậy là dế chuỗi đã... Dế chuỗi đã bị chị Cốc xử oan rồi. Còn dế mèn thì sao? Cậu ấy đang ở trên núi cao đằng xa kia kìa. Gây họa lớn rồi trốn lên núi là sao chứ? Dế mèn phải chịu tội mới đúng. Lúc đầu mọi người trên đồng cỏ cũng nghĩ vậy, nhưng dế chuỗi cũng đâu có sống lại được. Giờ dế mèn đang rất là ân hận đó mà. Giờ thì mình đã hiểu, dù mình có cố gắng thì cũng không thể cải biến được quá khứ đã xảy ra. Đây sẽ là bài học rất lớn cho bạn ấy. Hấp tấp thì không lường trước được hậu quả. Cứ chậm
là chắc với ốc sên thì tốt rồi ha. Bạn đang khen mình hả? Nắng gì mà nắng dữ quá vậy? Mỡ nuôi cực lắm mới được như đây nè. Mà nắng vậy chắc chảy hết mỡ quá. Ai vậy? À, cái quỷ gì đây? Ý, quyển sách của ai đánh rơi đây? Có ký tên Mặt Trời Đẹp Trai. Chắc là của ông Mặt Trời nè. Ồ, ngủ rồi. Chỉ lát mình sẽ đưa cũng được. Đồ xịn thì phải xài thử. Để xem có cái gì hay nào. Cách tạo mây. Bla, cục mây kéo ra. Ý, hay nghe. Ê Bụng Bự, sao bạn còn ngồi đây? Mai kiểm tra rồi đó. Bạn học bài chưa? Chưa học chữ nào đó. Vậy là bạn còn không lo về học đi. Chắc gì ngày mai kiểm tra. Chà, để xem khúc nào là khúc gọi bảo nè. Cấp báo, bỗng nhiên có một đợt áp thấp nhiệt đới không rõ từ đâu ra kéo vào đất liền. Các cơ quan, trường học được tạm nghỉ để tránh bão ngày hôm nay. Thôi, hôm nay con ở nhà đi, không phải đến trường đâu. Oh yeah, quyển sách đúng là số 1, kêu mưa gọi gió thoải mái luôn, cảm thấy thiệt là quyền lực. Nhưng mà ăn mì gói đỡ nha, tại nhà mình hết đồ ăn rồi, bão như vậy mẹ không có đi chợ được. Ăn mì gói ngán lắm. Bụng bự, bụng bự. Mẹ ơi, mẹ. Nào là khúc tách bão đây ta? Thôi xong, ai cứu mẹ cũng chơi. Ông Mặt Trời ơi. Thì ra Bụng Bự là người nhặt được sách của ta mà không trả. Dạ con xin lỗi ông. Sau này mà lượm được của rơi thì nên tìm cách trả lại cho người mất ngay. Mượn tạm hay xài thử thì cũng không nên. Chưa hết, nghịch đồ nguy hiểm mà không nghĩ tới hậu quả nữa, mẹ phạt con không được xem tivi một tháng. Con chừa rồi. Đốm ơi Đốm, dậy đi con, trễ rồi đó. Còn sớm mà mẹ. Sao nắng chói chang vậy trời. Ủa, mà mới có 6 giờ sáng chứ mấy thật. Sao lạ vậy? Bắt nè Bụng Bự. Tỷ số hiện tại là 14-10, nghiêng về phía Đốm. Hôm nay chơi mệt quá đi. Thôi, bây giờ tụi mình về đi. Tối rồi đó, chúng ta chơi từ chiều đến giờ rồi. Không đâu, trời còn sáng quá kìa, chắc chỉ tầm đầu giờ chiều thôi. Ủa, chưa tối hả? Mình chơi tới tỷ số 14-10 luôn rồi mà. Mọi khi là đã không thấy đường về rồi. Chắc có điều gì khác thường rồi. Hay là ông Mặt Trời bị bệnh hả Đốm? Muốn biết, chúng ta phải lên gặp ông Mặt Trời thôi. Ông Mặt Trời ơi, có phải ông uống cà phê quá nhiều nên không buồn ngủ không? Sao các con lại nói như vậy? Vì mãi không thấy ông lặn để nhường chỗ cho Mặt Trăng. À, vì Mặt Trăng đi dự tiệc rồi nên ông phải hỗ trợ đó mà. Hả? Ông Mặt Trăng ham chơi là làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác dưới trái đất là không được rồi. Người dưới trái đất biết điều này mà. Sao ạ? Mặt Trăng có thông báo với người trái đất sao? Có chứ, họ đều biết.
Con chẳng nghe ai nói về điều này cả. Các bạn có nghe ai thông báo không? Không, mình không biết gì hết. Ông mặt trăng đi dự tiệc ở đâu ạ? Con muốn đi gọi mặt trăng về. Không gọi được, vì ta và mặt trăng đã thỏa thuận với nhau. Tháng 5, mặt trăng sẽ được đi chơi về muộn. Còn tháng 10, thì ta được quyền thức dậy trễ đó mà. Nhưng con không thích dậy sớm đâu. À ha, nghe quen quen rồi nha. À, đây là quy luật tự nhiên đó các bạn. Dân gian có câu, đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối đó. Đúng rồi, tháng 5 sẽ có cảm giác ngày dài hơn đêm. Còn tháng 10 thì trời sẽ mau tối hơn. À, vì sở dĩ có ngày dài hơn đêm là vì trục trái đất luôn nghiêng trên mặt phẳng của quỹ đạo khi nó chuyển động, tịnh tiến xung quanh mặt trời. Vào tháng 5, vùng bán cầu ngã nhiều về phía mặt trời, diện tích được chiếu sáng lớn hơn diện tích khuất trong bóng tối. Do đó, ngày sẽ dài hơn đêm đó các bạn. Vậy chúng ta có nhiều thời gian hơn để chơi rồi, sướng nha. Hôm nay cô phát bài kiểm tra hôm bữa, bạn nào dưới 5 điểm thì phải chép phạt lại cho cô nha. Hôm đó mình có học bài đâu, chắc phải chép phạt rồi đó. Đốm có 4 điểm thôi, chép phạt đi nha. Biết trước rồi có kiểm tra, chắc không đến nỗi như vậy. Thôi, đừng buồn nữa, bài sao ráng lên. Mình mà biết trước thì điểm sẽ cao hơn là cái chắc luôn. Ai cho mà biết trước, mà không học bài như bạn á, biết trước cũng vậy à. Đừng có ra vậy với mình, bạn bao nhiêu điểm hả? Mình 9 điểm. Thôi, không thèm nói chuyện với hai bạn nữa đâu, mình về trước cho rồi. Cái gì đây? 4 điểm hả? Dạ mẹ, tại khó quá mẹ. Lại còn có lời phê nhắc nhở chép phạt nữa nè. Con không học bài phải không? Con quên rốt xíu chứ mấy. Lên dọn dẹp cái phòng, chép phạt liền cho mẹ. Trưa nay nhịn cơm luôn đi, hư quá mà. Dạ. Mình mà biết trước được mọi thứ, kể cả việc kiểm tra, thì đâu đến nỗi như vậy. Ủa, bà kiểm tra hôm qua nè, có cơ hội làm lại rồi, làm thôi. Cây viết chấm điểm luôn chứ. Im đi, đừng làm ta mất tập trung. Biết rồi, chắc điểm cao thôi. Cái gì, vẫn 4 điểm, cái chuyện gì vậy trời? Kiểm tra lại mà cũng có 4 điểm à. Quê xệ. Học dở thì chịu đi, còn đổ thừa nữa. Đớm 4 điểm. Im hết đi, các bạn im hết đi. Chuyện gì vậy? Chưa hiểu à, ngươi mới là người phải im đó. Thời gian có quay lại, nhưng ngươi vẫn không chịu học bài thì cũng đâu có nghĩa lý gì. Đừng ngồi đó mà ước ao. Nếu biết trước không nỗ lực thì chả bao giờ đạt được cái mình mong muốn đâu, biết chưa? Đúng rồi đó, tất cả sẽ là công cốc nếu mình không chịu cố gắng mà cứ ngồi đó ước được biết trước. Mình phải cố gắng hơn thôi, bù điểm lại cho bài tới, không làm cho ba mẹ và thầy cô buồn nữa. Cố lên, cố lên. Ê Bụng Bự, bạn bị sao mà nhìn ủ rũ vậy? Mình... mà thôi, không có gì đâu. Làm gì mà không có gì, bạn bè mày giấu nhau như vậy là không có được đâu. Chả là mình làm việc có lỗi với tay to, bạn đó hù dọa sẽ mát mẹ mình. Rồi bạn có năn nỉ bạn đó không? Đương nhiên là có rồi, nhưng mà tay to nói á, mặt trời mọc hướng Tây thì tay to mới bỏ qua. Tưởng gì, yên tâm, mình sẽ giúp bạn. Thiệt hả? Bằng cách nào? Thì đi tìm ông mặt trời, nhờ ông mọc hướng Tây một bữa. Ha, sao mình không nghĩ ra ta? Thôi đi nào. Ừ. Ông mặt trời ơi. Con gọi ta đó hả? Dạ ông ơi, ông giúp con chuyện này được không? Có chuyện gì? Dạ, tại con lỡ làm sai, bạn tay to bắt gặp được. Con đã xin lỗi bạn đó rồi, mà bạn đó đâu có chịu đâu. Bạn đó nói á, khi nào sáng sớm
ông mọc từ hướng Tây thì bạn đó mới bỏ qua cho con. Nên là ngày mai không có thể mọc lên từ hướng Tây được ông mong. Chuyện đó không được đâu. Sao vậy ông? Chỉ có một ngày nữa mà. Chuyện ta mọc từ hướng nào đâu phải do ta quyết định, nên làm sao mà ta giúp con được? Vậy ai có khả năng quyết định được vậy ông? Thì là anh trái đất đó. Ta chỉ đứng im thôi. Ảnh tự quay quanh ta mà. Còn muốn thì nhờ ảnh giúp đi. Ồ, thì ra là vậy. Vậy thì phải đi tìm ông trái đất, nhờ ông trái đất quay ngược lại mới được. Con cảm ơn ông mặt trời. Ông trái đất ơi. Ai gọi ta? Ai gọi ta? Là tụi con nè ông ơi. Ồ, mày tận lên đây tìm ta luôn. Dạ, con tìm ông nhờ giúp con một chuyện được không? Có chuyện gì thì cứ nói đi. Dạ, chuyện là con có làm việc sai mà bị bạn bắt gặp được. Bạn đó nói á là khi nào mặt trời mọc từ hướng Tây thì bạn đó mới hong mét mọi người. Con có đi hỏi ông mặt trời rồi nhưng mà không có được. Ông mặt trời nói á là ông trái đất mới có thể giúp con. Hả? Chuyện đó không được đâu. Sao không ai chịu giúp con hết vậy? Chuyện nào thì ta cũng biết, chứ chuyện này thì nguy hiểm lắm đó con biết không? Tại sao là nguy hiểm hả ông? Mỗi năm ta đều quay quanh ông mặt trời một vòng. Ngoài ra mỗi ngày ta cũng tự quay quanh mình theo chiều từ Tây sang Đông nữa. Nếu bây giờ mà ta đổi chiều quay lại, mọi thứ đảo ngược thì bao nhiêu là hiểm họa sẽ ập tới. Đó là quy luật của tự nhiên đó con. Nghiêm trọng như vậy hả ông? Thì đúng rồi, để ta cho con coi nghe. Trời ơi, không ngờ là kinh khủng như vậy. Con hiểu rồi, vì mục đích của bản thân mà con lại đòi hỏi một chuyện ảnh hưởng tới mọi người như vậy. Con hiểu là tốt rồi. Giờ à, trễ rồi, về đi nha. Dạ, con biết rồi. Con sẽ về nói cho bạn con biết và nhận lỗi với mọi người. Con cảm ơn ông trái đất nhiều nha. Ủa, bộ bạn có gì gấp hả? Ờ. Bạn có gì gì vậy? Tí mình đi về chung nha. Không, mình bận rồi. Có chuyện gì với tay to vậy bụ bự? Chắc chắn á là có vấn đề gì khả nghi rồi. Sao chứ? Ai khả nghi? Tay to chứ ai. Suốt buổi học hôm nay á, bạn ấy không có tập trung gì hết. Đã vậy á, còn có nhiều hành động lạ lùng nữa, không thể tưởng tượng được. À ha, thú vị đây. Sao nào, chúng ta đi thôi. Ai vậy ta? Lạ quá rồi đớm ơi. Tụi mình ở phía trước đi. Lỡ kẻ xấu vụ bắt tay to thì sao? Không gian ở đây mát ghê á. Bạn còn chơi ném sỏi không? Mình nhớ bạn rất giỏi trò đó. Bạn xem nè. Ai chơi kìa? Ôi dạ. Ai chơi kìa? Ném trật rồi. Để mình thử lại nha. Ném trật nữa rồi kìa. Ôi dạ. Rồi. Đồ dơ ẹt mà ném lung tung quá à. Đánh du kích không xí nha. Áp sát đối tượng. Ây da, anh ôm mất quả tang cái đầu hàng đây. Các người là ai? Sao lại theo dõi chúng tôi? Ủa, bụ mự, đốm, hai bạn làm gì ở đây? À, tại mình thấy bạn có gì rất là đáng nghi nên tụi mình đi theo dõi hỗ trợ tay to. Vậy sao phải trốn ở trên cây? May mà hiểu nhầm, nếu không là hôm nay đánh nhau rồi, thấy không? Xin lỗi nha. Xấu hổ quá à. Đây là Thỏ Xám, là bạn hồi nhỏ cùng quê với mình đó. Còn mình á là bạn khi lớn của tay to. Mà công nhận nha, quánh đau quá à, giận bạn luôn. Xin lỗi hai bạn nha, tại mình không tìm hiểu kỹ thông tin nên mới gây ra chuyện này. Bỏ qua nha Thỏ Xám. Ha 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 ha!
hết giờ làm bài rồi các em. Các em nộp bài cho cô rồi ra về nhé. Cô tiêu rồi, kiểu này lại bị không điểm cho coi. Ngày gì mà xui vậy trời. Mấy hôm mình học bài chăm chỉ thì con không kiểm tra, hôm qua không học bài thì hôm nay kiểm tra đột xuất. Hôm nay xui xẻo làm tâm trạng mình không được tốt, phải chọc bạn bỏ vàng mới được. Gì kỳ vậy? Cái tổ ong mà cũng chống đối mình nữa hả? Thì là bực mình mà. Sao hết chỗ nói luôn đó. Sao lại té tua vậy hả Đôm? Ông tiên không thấy sao còn hỏi. Con thiệt là xui quá mà. Ta thấy là do con thôi, sao lại đổ thừa cho xui được. Rõ ràng là xui mà. Ông tiên có cách nào làm cho con hết xui không? Đương nhiên là có chứ. Đây là chiếc túi đựng sự xui xẻo. Con hãy thổi vào đây rồi cố chặt lại. Vậy là sự xui xẻo của con sẽ nằm hết ở đây đó. Ồ, hay vậy. Con cảm ơn ông tiên nhiều. Nhớ phải giữ cho thật kỹ đó nha. Dạ, con biết rồi. Lại ăn chuối nè con. À, hôm nay có chuối hả mẹ? Để con ra mở cho. Tụi mình qua học bài chung với bạn nè. À, hay quá. Về học gì chơi, các bạn vô đi. À. Trời ơi, là cuốn tập bạn mượn mình. Bắt đền bạn đó. Đau quá đi. Hả? Trời ơi, con bị điểm thấp mà giấu mẹ hả? Thôi con... Mẹ bạn té sưng chân luôn rồi nè, bạn thiệt là tệ đó Đốm. Trời ơi, mình đã có sự xui xẻo vô cái túi rồi mà. Sao giống xui vậy ông Tiên ơi? Giờ thì đã hiểu chưa Đốm? Do dù kiểu gì con không biết xui được hả ông Tiên? Trời ạ, con vẫn không hiểu sao? Tất cả sự xui xẻo này là do con tự tạo ra đó thôi. Nếu con chịu chăm chỉ thì cô kiểm tra đột xuất con cũng làm bài được. Nếu con không có ý chọc bạn bò thì cái tổ ong đó đâu có rớt xuống. Rồi còn vỏ chuối con dứt lung tung nữa. Nếu con không làm sai thì con đâu gặp những chuyện này, đúng không hả? Hả? Thì ra tất cả là do con sao? Cuộc sống có lúc may mắn, có lúc gặp xui xẻo. Miễn sao con làm việc đúng, không hổ thẹn với bản thân mình, cố gắng vượt qua những lúc khó khăn, vậy thì may mắn mới đến nhiều hơn sự xui xẻo được. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Con có lỗi với mẹ lắm. Mình xin lỗi bụng bự vì cuốn tập nha. Con biết sai là tốt rồi. Mấy đứa phụ mẹ dọn dẹp rồi hãy đi chơi nghe. Dạ. Trời, càng ngày càng lạnh, tay mình tê cứng hết rồi nè. Mình thấy mát mà, mỗi năm á chỉ được mấy ngày như vậy thôi, phải tranh thủ tận hưởng chứ. Người bạn tàn mỏ không mà, không lạnh là phải rồi. Thêm vài đứa nhỏ nữa là xong việc. Mình đáng sợ quá à. Gì mà thêm vài đứa nhỏ nữa, chẳng lẽ bà ta là phù thủy chuyên bắt cóc con nít hả? Đáng sợ vậy, thôi tụi mình đi trốn đi, không thôi bà ta bắt đó. Nhưng mà bà ta bắt cóc con nít làm gì vậy ta? Theo như mình coi trên tivi á, thì bà ta sẽ mang về bỏ con nít vô một cái chảo lớn rồi nấu thành thuốc độc đó. Nếu mà như vậy thì không biết bao nhiêu bạn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm đó. Phải làm gì mới được? Nhưng mà phải làm gì bây giờ? Phải theo dõi bà ta đến tận chỗ ở mới được. Tiêu rồi, mụ ta đã vô được nhà của chuột. Bà ta bắt chuột đi mất. Lại thêm một cứa nữa. Chắc chắn các bạn nhỏ khác đang ở trong cái túi đó, mới đuổi theo. Bà ta kìa, lúc vô. Trời ơi, là nhà mình. Không lẽ mụ ta định bắt mình đi hả? May là bạn đang đi với tụi mình á. Ba mẹ mình đang ở trong nhà, lỡ bà ta không tìm được mình rồi tấn công ba mẹ mình rồi sao? Mình nghĩ bà ta sẽ không dám làm gì người lớn đâu. Tức thiệt, không có đứa trẻ nào ở nhà hết sao? Nếu không làm thì sẽ không hoàn thành được vô đại coi sao. Trời ơi, đó là phòng của mình đó. Bình tĩnh đi, bạn đang ở đây với tụi mình mà. Vậy là xong hôm nay. Về. Sao lại xong? Chẳng lẽ bà ta bắt luôn ba mẹ của mình đi rồi? Hả? Thôi nguy rồi, đuổi theo thôi. Lẹ lên. Tụi em nằm kia, không phải các bạn
vậy nè? Cô thấy kia, cô thả người ra. Con nói cái gì vậy? Thả ai ra? Bà còn không chịu nhận nó hả? Hãy xem chúng tôi đây. Có phải là ông già Noel không? Ta đây, các con sao lại tấn công bạn ta vậy? Hả? Là bạn của ông sao? Đúng vậy, mấy hôm nay ta bệnh, nhờ có người bạn già này đi tặng quà cho các bạn nhỏ giúp ta đó. Thì ra là vậy sao? Sao nhìn bà ta giúp phù thủy quá vậy? Còn cái túi kia nữa? Túi đó là túi đựng quà của ta đó. Tuy bề ngoài bà như vậy, nhưng bà rất tốt bụng. Các con đâu thể đánh giá người ta qua bề ngoài của họ được, đúng không nào? Tụi con sai rồi, tụi con xin lỗi bà. Ta không sao đâu, các con biết sai là tốt rồi. Sẵn đây, ta tặng quà cho các con, giúp ông già Noel luôn nha. Yeah, we go! Nhiều tiền thì các bạn sẽ làm gì? Mình chưa bao giờ có nhiều tiền hết á. Mình cũng vậy. Trời ơi, đẹp quá à. Họ đâu ra vậy? Ê, đó. Cái bóp này không phải của bạn. Mình nhặt được. Giờ sao? Nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Đúng rồi. Mình trả lại cho người mất, có phải họ sẽ vui lắm đúng không? Bạn đã làm được một việc rất tốt. Đói bụng quá. Á, hay quá, có dưa hấu. Mẹ ơi, mẹ cắt dưa hấu cho con ăn đi. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ đi đâu rồi không biết. Đói quá. Hay là mình tự cắt dưa hấu ăn thôi. Tay rồi. Mẹ ơi. Đốm ơi, Đốm. Đốm, con bị làm sao vậy?
Trời ơi. Từ nay trở đi, đấm không được tự ý dùng dao nữa nha, vì như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Dạ, con biết rồi. Tại con nói bụng quá nên... Đấm biết lỗi như vậy là tốt rồi. Để mẹ cắt dưa hấu cho đấm ăn nha. Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò vua đầu bếp. Đúng là bụng bự mà, cái gì cũng liên quan tới ăn uống. Cái này để làm gì bụng bự? Cái đó là rau á. Còn cái này là thịt. Vậy bây giờ làm sao? Thì lấy dao cắt rau với thịt ra rồi nấu lên chứ sao. Nhưng dao ở đâu mà cắt? Đi theo mình. Không được đâu, dùng dao nguy hiểm lắm. Đúng nhắc gàng quá. Thiệt mà, mình mới bị đứt tay hôm qua nè. Thôi, mình không chơi nữa đâu, thấy ghê quá à. Hai bạn đúng là nhát, để mình lấy cho. Hả? Nè. Nè, có gì đâu, thấy chưa? À! À! Hả? Ui da! Bụng bự, bạn có sao không? Bụng bự. Mình còn sống hả? Còn sống. Mấy con dao này thật là đáng sợ. Từ nay mình xin chừa. Sao ba vẫn chưa về ta? Con đợi thêm chút nữa nha, chắc ba sắp về rồi đó. Chào cả nhà, ba Đốm đã về rồi đây. Ba hứa về sớm chở con đi chơi công viên, ba không giữ lời, con giận ba luôn. Chết, ba xin lỗi con trai, ba thực sự không nhớ gì. Hôm nay ở cơ quan nhiều việc quá. Thông cảm đi con, ngày mai cuối tuần ba sẽ chở Đốm đi chơi bù. Không, con không chịu đâu, ba không giữ lời, con giận ba rồi. Không sao đâu, anh cũng có lỗi với con mà em. Hôm nay hay là để ba chở con đi công viên chơi nha Đốm. Không thèm ba chở đi chơi nữa đâu, con sẽ ra sân chơi với mấy bạn. Thôi kệ đi anh, giận chút xíu là hết thôi mà. À, vui quá, cho mình chơi với. Không, bạn là cậu bé không giữ lời, tụi mình không chơi với bạn nữa đâu. À, mình là người không giữ lời sao? Khi nào, việc gì chứ? Bạn không nhớ hả? Hôm trước bạn hứa là 3 giờ chiều hôm qua ra sân chơi cùng với bọn mình. Vậy mà bạn không tới, là mình với bạn Tay To đợi bạn hoài, đến khi mặt trời lặn. Ừ, ngày mai nhất định 3 giờ mình sẽ đến, mình hứa đó. Con về rồi à, lâu rồi gia đình của mình không đi chơi công viên, hay là mai nhà mình cùng đi chơi nha con. Yeah yeah, thích quá, được đi chơi công viên. Mấy giờ anh? 3 giờ chiều mai em thấy được không? Thấy ho, ngày mai sẽ được đi chơi công viên. Kìa Đốm, con làm sao vậy? Sao con không chơi ở ngoài công viên cùng các bạn? Thì con không giữ lời hứa, chẳng ai thèm chơi các bạn đó các buổi chiều. Còn con thì ở nhà đợi ba. Tại sao con không nói lại với các bạn? Tại con vui quá nên quên mất. Ba mẹ hiểu rồi. Ba mẹ biết Đốm là cậu bé ngoan, biết dâng lời và còn giữ lời hứa nữa.
là vô tình có lỗi thôi con. Cũng giống như là ba vô tình quên lời hứa với con vậy. Ba xin lỗi con nha. Sai thì xin lỗi đớm à. Nhận lỗi một cách chân thành sẽ nhận được sự cảm thông và tha thứ của người khác. Con à. Dạ, con hiểu rồi. Để lát nữa ba đền bù cho đớm thêm một chầu gà rán nha. Yeah. Sao con không ngồi vào bàn mà đọc? Đọc kiểu này hư mắt đó con. Có sao đâu mẹ, con đọc như vậy hoài mà có bị gì đâu. Sao con không lại gần ánh sáng mà đọc? Đọc như vậy sau này con bị cận đó. Có sao đâu ba, con đọc như vậy dễ hơn. Mà đọc hoài có bị sao đâu ba. Đốm ơi, dậy đi học đi con. Đốm, dậy đi học. Sao kỳ vậy nè? Nhanh lên đốm ơi, gần trễ giờ học rồi. Dạ, con xuống liền. Con bị sao vậy? Mắt mũi để đâu vậy hả? Con không biết nữa. Sáng dậy con thấy xung quanh nó mờ mờ. Mẹ nói rồi mà cãi mẹ. Bây giờ mắt con như vậy sao đi học được nữa? Để mẹ xin phép cô cho con nghỉ một ngày rồi đưa con đi khám mắt mới được. Dạ. Giờ mình không sợ mờ nữa. Đúng là chiếc kính kỳ diệu. Đẹp quá. Như vậy còn thích hơn cả bình thường. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Con biết lỗi rồi mẹ. Con sẽ không thức khuya, không đọc truyện tranh nhiều nữa. Xem phim hoạt hình xong, học bài rồi con sẽ đi ngủ ngay. Như vậy mới là đúng ngoan của mẹ. Giờ này mình đang ở cửa hàng bán đồ ăn, mình sẽ ăn cho đã. À! Trời ơi, cái gì vậy nè? Cha mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Ôi trời ơi, con ở đâu ra vậy? Sao mẹ không nghe thấy tiếng bước chân của con? Con cũng không biết tại sao con lại ở đây nữa. Hồi nãy con lượm được cái này nè, con chỉ cầm lên vậy thôi á. Không lẽ là tại nó có thể dịch chuyển không gian sao? Nhưng nó ở đâu ra? Hả? Với cái này ta có thể làm được biết bao nhiêu là thứ. Ta muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì tùy ý. Đảo quá đi.
Bạn vừa ăn kẹo của mình đúng không? Có mắt nào các bạn thấy mình ăn kẹo của bạn hả? Bạn thì không ăn, không để nó tự biến mất. Mệt, không biết rồi nha. Ê, đứng lại. Yeah, ta là vua của thế giới. Giờ thì ta có thể làm mọi thứ mà không ai có thể ngăn cản được. Mình chỉ muốn về nhà thôi. Mong đưa ta về nhà. May mà vẫn có thể về nhà được. Nếu không thì không biết sao nữa. Ta không còn thứ nguy hiểm như vậy nữa. Ghê quá à. Như là chơi với súng vậy. Không biết khi nào sẽ chết nữa. Quăng đi cho yên chuyện. Hay là mình chín chút xíu rồi học. Pèo 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 pèo. Đốm học bài xong chưa con? Dạ, con còn xong rồi mà. Đốm học bài xong đi ngủ sớm nha. Mai còn làm bài kiểm tra đó. Dạ, con biết rồi mẹ. Con chúc mẹ ngủ ngon. Ừ. Ngủ á. Thôi, sáng mai dậy sớm môn bài vậy. Cô cho con nộp bài. Đốm ơi Đốm, mình ra ngoài chơi ha. Chắc tối qua Đốm học bài khuya nên mệt. Ừ, vậy để Đốm ngủ đi. Hai tụi mình ra ngoài chơi ha. Bài kiểm tra của mình được 10 điểm đó. Mình cũng được 10 điểm nữa nè. Vui quá à. Chút nữa phải về khoe với mẹ mới được. Còn Đốm được mấy điểm? Đốm chăm học như vậy tất nhiên là 10 điểm rồi. Phải không Đốm? Ừ, mình cũng được 10 điểm. Dạ, dạ con chào cô. Ừ, chào tay to và bụng bự. Cô ơi, sáng nay con được 10 điểm kiểm tra đó cô. Con cũng được 10 điểm nữa. Tay to và bụng bự giỏi quá. Vậy còn Đốm, con được mấy điểm? Dạ, thưa mẹ, con cũng được 10 điểm. Ôi, Đốm của mẹ giỏi lắm. Sao Đốm lại nói dối mẹ? Dạ, vì con sợ mẹ buồn, sợ ba đánh đòn nên... Nhưng Đốm đã học bài rất khuya mà. Con xin lỗi mẹ, vì con ham chơi nên... Mẹ không trách Đốm vì bị điểm thấp, nhưng mẹ thấy rất buồn vì Đốm đã nói dối mẹ. Dạ, từ nay về sau, con sẽ không dám nói dối mẹ nữa, mẹ đừng buồn con nữa nha. Được rồi, mẹ tha lỗi cho Đốm. Nhưng Đốm phải luôn nhớ và giữ lời hứa của mình nha. Dạ thưa mẹ.
nhanh kìa. Hồi xưa người ta nói chậm như rùa mà, giờ mình mới biết chậm như ốc sên đó. Có khi á còn chậm hơn rùa nữa chứ. Mấy bạn vô duyên vừa thôi, không thấy ốc sên đeo cái vỏ to đùng trên lưng hả? Rồi. Mình mà có đeo cái vỏ bê lớn như vậy nè, cũng chạy nhanh hơn nhiều. Đúng luôn, mập như mình còn chạy nhanh hơn nữa. Mà mình nghe nói á, nếu rắc muối vào ốc sên thì nó sẽ sủi bọt mà chết đó, thử không? Tự tin quá ha. Ủa, bây giờ đâu phải là Tết đâu mà thần tài xuất hiện? Hễ có chuyện bất bình là ta xuất hiện. Bộ ham lì xì lắm hay sao mà gặp ta là nhớ Tết? Ủa mà ở đây đâu có chuyện gì bất bình đâu không? Ở đây có một vụ ăn hiếp vừa diễn ra. Nạn nhân là chú ốc sên nhỏ. Ôi ôi, mấy ông thần nhiều chuyện quá à, mâm nào cũng có mặt ổng hết á. Ta có nghe nói các ngươi tự tin chạy nhanh hơn ốc sên có đúng không? Được, ta sẽ cho các ngươi thử sức. Bây giờ hai ngươi thử đua với ốc sên xem ai về đích đầu tiên sẽ được một điều ước từ ta, còn thua sẽ phải nhỏ như vậy suốt đời. Ta và tai to ở đây sẽ làm khán giả xem ba ngươi đua. À quên, còn thiếu cái vỏ nữa mới công bằng chứ. Bây giờ thì xem ai nhanh hơn ai nha. Được, đua thì đua, sợ gì? Chết rồi, hồi nãy hùa theo đốm nói làm chi, chứ giờ phải chạy vậy trời. Bụng bự như vậy, sao không chạy nổi? Các thí sinh đã chuẩn bị chưa? Xuất phát! Đốm, đốm, lật mình lại với. Lật mình lại với. Đốm, đốm. Không được đó bụng bự, mình phải chạy về đích. Mình không muốn nhảy như vậy cả đời đâu. Hai tên này ngoài trêu chọc người khác ra còn ích kỷ nữa. Tới khu vực trải thảm rồi, thảm dày quá, băng qua luôn hay là đi đường vòng đây? Không một cách nào khác, phải băng qua luôn. Chết rồi, mày mua sợi thảm gì mà dày quá vậy trời. Đây còn khó nữa, làm sao mày chạy đây? Vì không có chân nên mình luồn lách qua những sợi thảm này dễ như ăn bánh gì đó. Bye bye nha, hẹn gặp ở giặt đích. Bạn nhớ nhanh ở lúc luồn lách thôi, chứ ra ngoài kia hả, mình sẽ vượt bạn nha mà coi. Chết rồi, ốc sên biết tận dụng lợi thế của mình là cơ thể không có xương, luồn lách dễ dàng, còn đốm tự chui vào địa hình gây bất lợi cho mình rồi. Thú vị lắm, mới bắt đầu thôi mà cuộc đua đã thú vị rồi. Không ổn rồi, bị bỏ lại như vậy mình sẽ thua cuộc mất, phải tìm cách khác thôi. Kiến đen ơi, kiến đen, bạn chở mình một đoạn được không? Tôi còn phải đi kiếm ăn nữa, đâu có quẩn mà đi giúp người dân. Chở giùm tôi về đích đi, chừng nào tôi bự trở lại á, tôi sẽ trả bạn một cục đường. 4 cục. 3 cục. 2 cục. Chở hết cái thảm này thôi đó. Rồi, đồng ý. 2 cục chở hết thảm, bạn trả giá còn ghê hơn mẹ mình đi chợ nữa. Thời buổi khó khăn, ai cũng phải giảm cân, ăn ít, nên đồ ăn vụng khó kiếm lắm, bạn có biết không?
sẵn sàng chưa? Mình chạy nhanh lắm á, bám cho chặt đó. Biết rồi, có tận 6 quái cẳng nên chạy nhanh lắm đúng không? Hồi đó còn lớn, thấy kiến chị chậm rì à. Bây giờ nhỏ lại, mới thấy kiến chị siêu nhanh luôn. Nhiệm vụ hoàn thành, nhớ hai cục đường đó nha. Được rồi, đó nó trở lại lần đua. Bụng bự đã trở lại đường đua, mọi người hãy xem đây. Tiến lên, tiến lên. Tia sáng hủy diệt, bắn bánh sáng luôn đi. Mấy bạn sắp chết đói tới nơi, ăn như hẻm. Ổ vô quá đi, luôn giải đầy nhà rồi kìa. Mình không thèm xem phim với mấy bạn nữa. Nè nè. Nãy giờ ta to diễn xong để lấy hộp bắp thôi à. Ủa, đang coi siêu nhân mà. Bắt máy, chuyển kênh. Coi siêu nhân bạo lực quá chừng. Thôi nghỉ đi, coi ca nhạc cho thoải mái. Ca nhạc của mình bạn coi à. Tụi tôi đâu có thích coi ca nhạc đâu. Đốm, xuống đây. Ê, mấy bạn tránh ra coi. Che tivi như vậy làm sao mà mình bấm được hả? Còn lâu tụi này mới xơi ra. Xơi ra để bạn bấm vào kênh ca nhạc sớm xuống hả? Hay da. Xơi ra đi. Ai cho bạn bấm? Hay da. Mình không biết gì hết. Mình về trước nha. Bye Đốm. Bụng bự về để mình về chung với. Bye bye Đốm nha. Mình cũng trốn nữa. Hả? Ba đứa tính chạy đi đâu? Kỳ là chết thiệt rồi. Mẹ nghe hết rồi. Giờ mấy đứa tính sao? Làm hư đồ rồi bỏ trốn tội à? Tội này giờ ba đứa tính sao đây? Đúng là thảm họa tới rồi. Cái tội dành tivi nè. Giờ chịu phạt thôi, chứ biết sao giờ. Cả ba đứa tính sao? Nói. Con xin lỗi mẹ, con sẽ... Không dám tái phạm nữa à. Đồng lòng lắm. Tha không đòn roi, nhưng cấm coi tivi hết năm nay. Mình hết được xem màn hình rồi. Sao mình không có đẹp gì hết vậy? Mẹ ơi, con không chịu đâu. Gì thế hả con trai? Sao chưa đi? Sao mẹ không đeo vàng cho con? Không đeo mấy bạn không có le mắt. Thôi được rồi, đợi mẹ. Rồi, đẹp rồi. Ra đường thì phải đẹp như vậy, người ta mới thấy con trai của mẹ oai chứ. Ê, Đốm, cảnh ở đây đẹp hú hồn luôn. Đốm chụp hình cho mình đi. Được rồi, bụng bự đứng chỗ này cho đẹp đi. Mình chụp cho. Chụp nha. 2, 3. Đâu, đâu, cho mình xem coi đẹp cỡ nào. Đẹp hết hồn luôn vậy đó. Ủa, sao giống bò vàng vậy? Trời, bạn nhìn mình thành bò vàng luôn hả? Không phải, hình như là trong hang bò vàng đang bị chói. Đâu, đưa cho mình xem. Đúng rồi, đúng là bò vàng đã bị bắt rồi. Vậy làm sao bây giờ? Để mình gọi về cho ba mình. Alo, ba hả? Ừ, ba đây. Sao, hai đứa đi thám hiểm được cái gì rồi? Ba ơi, con phát hiện hình như là
bò vàng bị cá sấu bắt hay gì đó. Làm sao con biết được? Con chụp hình với bụng bự thì vô tình thấy trong hình. Con gửi cho ba xem. Dạ, để con gửi. Hình nhỏ quá ba không nhìn thấy rõ. Con cố gắng chụp gần hơn nữa coi. Nhưng mà coi chừng bọn xấu phát hiện nghe chưa. Dạ, con biết rồi. Mình lấy gần hơn một chút nữa để chụp cho rõ đi. Chà, bụng bự làm gì vậy? Thì chụp hình mình tạo dáng thôi mà. Mình muốn chụp hình trong hang để xem cho rõ có phải bò vàng không thôi. Bạn chen vào làm che hết hình rồi đó. Ai biết đâu. Mình chụp lại, không nhảy vào nữa nha. Ừ. Đúng là bò vàng bị bắt thật rồi. Vậy làm sao hả ba? Hai đứa hãy bình tĩnh, đừng để cho bọn chúng phát hiện. Ba và bác bò vàng sẽ tới ngay. Mẹ ơi, con sợ quá à. Con chuột thúi kia, sao ngươi lại bắt cóc con nít hả? Hai anh thông cảm cho, em đang khó khăn. Thấy nó đeo vàng nhiều, định bắt cóc lấy vàng của nó. Bắt cóc lấy vàng của bò vàng à? Với lại ai cần mua con nít về nuôi hay là bán làm gì đó thì em cũng bán luôn. Em thấy chưa, đeo vàng cho con nhiều vô rất nguy hiểm. Bò vàng cũng vậy, không đòi mẹ đeo vàng cho hay đem tài sản quý giá bên cạnh khi đi có một mình, nghe chưa? Dạ, con sợ lắm rồi. Nhưng sao anh Đốm lại đem mấy chụp hình và điện thoại hả bác? À, anh Đốm và bụng bự đi có sự theo dõi từ xa của bác. Nếu không làm sao mà cứu con được. Dạ, vậy con hứa sau này con sẽ không đeo vàng hay là đem đồ quý giá khi đi chỉ có một mình. Cảm ơn anh và các cháu rất nhiều. Cuối cùng cũng chờ được tới ngày ra bộ đồ chơi siêu nhân mới. Tối nay mình sắp tới khuya luôn. Lắp ráp xong mới ngủ. Mà đi nhanh lên đi, hôm nay chắc nhiều người tới mua lắm đó. Trời ơi, người đâu mà đông như kiến vậy. Nhanh lên đi, không thôi là bị mua hết đó. Chú ơi, bán cho cháu một bộ đồ chơi. Tụi cháu phải xếp hàng với mọi người thôi. Anh ơi, em đưa tiền cho anh, mua giùm em ba bộ đồ. Không có được đâu chú em ơi, mỗi người chỉ mua được một bộ thôi à. Thôi, đứng chờ xíu có gì đâu, đứng xếp cuối hàng đi nè. Trời ơi, lâu quá à. Lâu quá à. Lâu quá. Chờ muốn mọc râu luôn à. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Kẹo bên kia đi bụng bự. Tay to, hàng bên đây ngắn hơn nè. Thôi, ngắn hơn chưa chắc đã nhanh hơn đâu. Mình chờ bên đây cũng được. Có khi một lát tay to không mua được luôn á. Lâu quá, không mua nữa. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Bụng bự, hình như là hàng này được mua nhanh hơn đó. À, mất chỗ luôn rồi. Hết hàng rồi nha mọi người. Gặp mọi người lần sau. Biết vậy là tụi mình kiên trì chờ đợi là được rồi. Hy vọng các cháu đã rút cho mình được bài học về sự kiên nhẫn khi xếp hàng. Xếp hàng sao không phải là mình thua thiệt người khác, mà nó thể hiện sự văn minh, lịch sự của mình nữa. Nói nhỏ nè, mai chú nhập hàng mới rồi, các cháu nhớ ghé sớm nha. Cảm ơn chú. Wow, biệt đội siêu nhân biến hình, hãy tiêu diệt con quái vật đó cho ta. Sao mẹ lại không coi nữa? Suốt ngày cứ dán mắt vào xem mấy cái phim đánh đấm, không có lợi ích gì hết. Nhưng con đang coi mà. Sao mẹ tắt ngang của con? Vậy mẹ hỏi con, con đã làm xong bài tập toán chưa? Con đã đọc các bài tiếng Việt chưa? Con dọn phòng chưa? Con tập đàn chưa? Khi nào con xong hết các việc trên thì mới được coi tivi. Dạ, cô
con sẽ làm hết theo ý mẹ. Chán quá, chẳng có gì thú vị để chơi hết. Chắc chắn ở phòng thí nghiệm của ba sẽ có rất nhiều thứ hay ho cho mình khám phá đây. Yeah. Wow, đã thiệt. Ủa, sao có nhiều nút bấm quá vậy ta? Có nút X này to nhất nào, chọn nó vậy. Ồ, tuyệt quá. Máy biến nhiều hình là có thiệt nè. Giờ thì khỏi lo rồi. Nè, đếm 1, bạn làm bài tập toán. Đếm 2, dọn phòng nha. Đếm 3, tập đàn. Các bạn đi đi. Yeah. Còn mình thì đi tìm tay tay và bụng bự chơi thôi. Nè, đi. Đếm ơi, muộn rồi. Tụi mình về đây. Sao sớm vậy? Mình còn chơi chưa đã đó mà. Thôi đủ rồi, mình còn phải về làm bài tập nữa. Mai cô giáo kiểm tra bài á. Còn mẹ đã giao việc cho mình dọn phòng từ trưa rồi mà mình chưa có làm. Sao các bạn khổ quá. Còn mình thì chẳng còn phải làm gì, có người làm hết rồi. Là sao đó? Ai làm cho bạn? Đó là một bí mật. Các bạn bận thì cứ về đi, mình tự chơi được, mình không có muốn về nhà. Vậy đóng chơi đi, tụi mình về đây. Mẹ, mẹ, mở cửa cho con. Ủa, cháu là ai vậy? Cháu có đi nhầm nhà không? Mẹ, con là đốm mà. Con của bác đang ở trên phòng và đang học bài. Nhà cháu ở đâu? Có cần bác đưa về không? Con là đốm nè, đây là nhà con. Mẹ cho con vào nhà đi. Nếu cháu cần giúp đỡ thì ta hỗ trợ, còn nếu cháu cứ nói như vậy thì ta vào nhà đây. Con mới dính là đớm nè. Mẹ cho con vào nhà đi. Con đói bụng quá à mẹ ơi. Ủa, ba không có ở đây. Chắc là lái xe bay đi đâu rồi. Ồ, đây là sản phẩm thí nghiệm mới của ba nè. Xài thử xíu chắc không sao đâu ha. Ủa, cái ghế biến mất rồi. À, đây chính xác là khẩu súng tàng hình rồi. Vậy thì yeah. Ai đó? Ai làm vậy? Không có vui đâu nha. Trời ơi, bạn chạy cái gì mà như ma đuổi vậy tay to? Đúng rồi đó, trong nhà mình hình như có con ma. Trên đời này làm gì có ma chứ? Có thiệt mà, không tin bạn vô coi thử đi. Đúng là con gái nhát như thỏ đế, rách sau lưng mình nè. Đâu, con ma đâu, ra đây biểu coi. Thấy chưa, làm gì có con ma nào. Ồ, hình như súng tàng hình hết tác dụng rồi. Thì ra là bạn hả đốm? Bạn có biết là bạn dở như vậy không có vô đâu nha. Sao mấy bạn làm dữ vậy? Nếu lúc nãy mình sợ quá chạy ra đường, không va trúng bụng bự mà va trúng xe tải thì sao? Thôi mình xin lỗi, mốt mình không phải gì nữa đâu. Có ma. Có ma. Có ma.
Cho chừa cái tật đáy máy đồ của người khác nữa nghe. Anh hai ơi, hôm nay mình phải thu hoạch thật nhiều mật hoa về cho mẹ lắm đó. Thì bởi vậy nên mới đi vô rừng cực khổ như vậy nè. Em thấy vui mà, anh đẹp quá chừng. Chào sang hai ông chào sang. Wow, là đấy rồi, thật là nhiều quá. Mình mà kiếm được nhiều hoa hơn chắc mẹ sẽ thưởng. Nè, em để đó, để anh tới xin mấy bạn hoa cho. Em cứ đứng đây đi. Dạ. Mấy bạn hoa kia, cho ta xin tí mật đi. Ngươi từ đâu tới, tự nhiên lại xin mật thô lỗ vậy? Ta từ khu rừng bên kia qua, các ngươi mau cho ta tí mật ta còn về, trễ rồi. Ngươi vừa xấu xí, vừa thô lỗ, còn lâu ta mới cho. Ngươi tưởng ta không dám hái hết hoa các ngươi mang về một lần hả? Thôi, anh bình tĩnh đi. Các bạn ơi, tụi mình được mẹ giao cho một nhiệm vụ đi lấy mật trữ cho mùa đông sắp tới rồi đó. Tụi mình chỉ xin một ít mật thôi, các bạn cho tụi mình xin một ít nha. Phải như vậy, nghe lọt tai nè. Được rồi, tụi mình sẽ cho bạn một ít. Yeah! Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Nó chỉ được cái đẹp hơn mình mà được người khác yêu quý, thật là không công bằng. Để con mở cửa cho. Ủa, bạn qua đây có chuyện gì vậy? Bác Đốm ơi, con suy nghĩ kỹ rồi, bác hãy giúp con đẹp hơn em của con đi. Ờ, sao tự nhiên con lại muốn vậy? Chỉ vì bề ngoài của con không đẹp bằng em con nên mọi người xa lánh, chẳng ai giúp đỡ con hết. Như vậy thật sao? Chà, được rồi, bác sẽ giúp con. Con chắc chắn chứ? Dạ, bác làm đi. Wow, con đẹp hơn rồi. Từ nay con sẽ không còn thua em con nữa. Con về đây. Trời ơi, không một tiếng cảm ơn nữa. Hôm nay chắc chắn anh sẽ xin được nhiều mật hơn em cho mà coi. Vậy thì tốt quá. Mùa đông khỏi sợ thiếu mật luôn. Mẹ sẽ vui lắm đây. Để đó cho anh. Nè nè, các bạn hôm qua ơi, cho tôi xin tí mật đi. Ờ, trời ơi, sao hôm nay khác gì ta? Lỗ gì ai mà cho chứ. Bất ngờ quá chứ gì. Mau đưa mật đây, ta còn về nữa. Ngươi tưởng ngươi đẹp trai hơn thì ta sẽ cho ngươi sao? Không cho đâu. Muốn lấy mật thì gọi em ngươi tới ta cho. Tại sao? Bây giờ ta còn đẹp hơn em của ta nữa mà. Con như vậy, các bạn qua không giúp con là đúng rồi. Ơ, bác Đốm. Người ta đánh giá con người qua cách cư xử của họ, tánh tình của họ, không phải là vẻ bề ngoài đâu con. Cho dù con có xấu xí hơn ai, nhưng con lịch sự và tốt bụng với mọi người thì mọi người mới giúp đỡ con được chứ. Em của bạn lúc nào cũng tươi vui, nhẹ nhàng, nói chuyện lịch sự nên mấy bạn bông hoa mới cho đó, bạn hiểu chưa? Vậy mà mình cứ tưởng bề ngoài mới quyết định tất cả chứ. Mình sai rồi. Chết rồi, bọn cóp đuôi sát quá, biết làm sao đây? À, có cách. Mộng mơ hiện mà sớm quá chừng. Có chuyện đừng. Ôi da, đau quá. Bạn bay cái kiểu gì vậy? Ôi, đau quá. Mình xin lỗi, bạn có làm sao không? Hình như cánh của mình bị bong gân rồi, không bay được nữa. Để mình gọi xe cứu thương nha. Không kịp đâu, mình phải giao cái túi đồ này gấp lắm, không bỏ được đâu. Hay là bạn chuyển túi đồ này giùm cho mình nhé. Tại mình không có hẹn gấp với bạn của mình nên. Đau quá, làm sao mình chuyển đồ được đây? Thôi được rồi, để mình đi giao cho. Được vậy thì hay quá, cảm ơn bạn nhiều. Ráng lên, giao đồ lẹ đi, còn giờ gặp một bự nữa. Sao cái
chỗ này ghê quá vậy. Có ai ở đây không? Có, ta ở đây. Dạ, cháu tới giao đồ. Có con chim nhờ cậu giao đồ đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy mau đưa ta gói đồ, nhanh lên. Dạ. Ông kia, ông đứng lại, giơ hai tay lên trời. Tôi chết rồi. Không được chống cự, anh đã bị bắt vì tội tàng trữ chất độc. Con có biết gì đâu, tiện có một chú chim nhờ con đi giao đồ thôi mà. Đúng rồi, con có bị sao không? Con của ông bà vừa bị phát hiện đang giao chất độc cấm cho một tội phạm. Đây là tội rất nặng. Con có biết gì đâu, tại chú chim bị con vươn con cánh, con mới đưa đồ giùm thôi mà. Ôi da, đau quá. Bạn mấy cái kiểu gì vậy? Ôi, đau quá. Để mình gọi xe cứu thương nha. Không kịp đâu, mình phải giao cái túi đồ này gấp lắm, không bỏ được đâu. Thôi được rồi, để mình đi giao cho. Được vậy thì hay quá, cảm ơn bạn nhiều. Ôi da, buông ra, buông đứa ra. Ôi, ủa, cánh của bạn có sao đâu? Ta giả đồ để lợi dụng người đưa chất cấm thôi. Đó, con thấy chưa, kẻ xấu luôn sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để lợi dụng chúng ta để đạt được mục đích của chúng. Từ nay gặp người lạ nhờ đưa đồ giùm, giữ đồ giùm thì phải hết sức cảnh giác. Nếu thấy gì không ổn thì lập tức nói không và chạy khỏi chỗ đó ngay nha. Dạ, con nhớ rồi. Thưa ba mẹ, con đi học. Con học hết bữa nay á là được nghỉ hè rồi. Từ mai là con sẽ đi chơi thoải mái với đớm luôn. Yeah. Hả? Ba nó nói sao? Ba nó chuyển công tác nên nhà mình cũng phải chuyển đi sao? Bụng bự chắc sẽ buồn lắm đó. Nhưng không sao đâu, chỉ có... Không, con không chịu chuyển nhà đâu. Ba mẹ không thương con gì hết. Ơ, bụng bự. Đó, chuyện là vậy đó. Không, bụng bự không được chuyển đi. Bụng bự mà chuyển đi thì hè này tụi mình còn có hai đứa à, biết chơi gì giờ. Mình cũng không muốn chuyển đi đâu. Mọi người có cách nào giúp mình ở lại đây không? Được, vậy chúng ta hãy bắt đầu kế hoạch giúp bụng bự không phải chuyển đi. À Minh kìa, kế hoạch của bạn là gì vậy đớm? Vì lý do bụng bự phải chuyển đi là do ba bụng bự phải đi công tác xa đúng không? Đúng. Vậy thì chúng ta chỉ cần làm cho ba bụng bự mất việc là xong, không cần công tác xa, không còn chuyển nhà. Mình thấy kế hoạch này có gì đó sai sai á. Chắc là mình không nên làm vậy đâu. Không còn thời gian đâu, ăn kẹo biến hình giờ đi. Chúng ta còn phải hành động ngay. Đúng, bước một thành công. Tiếp theo, chúng ta sẽ đánh cắp cho bằng được tài liệu của ba bụng bự. Con kỳ lạ này, mau tránh đường đi, ta sắp trễ giờ làm rồi. Cơ tới rồi. À, con chim này dám ăn cắp tài liệu của ta hả? Giúp đi. Trời ơi, tài liệu của tôi, công việc của tôi. Kế hoạch thành công rồi. Tôi chết rồi, hết thời gian biến hình rồi. À, thì ra là mấy đứa. Dạ, tại con. Nhưng mà tại ba mẹ chuyển đi nơi khác nên con mới làm vậy thôi. Bác cho bụng bự ở lại đây chơi với tụi con đi, đừng chuyển đi nữa. Trời ơi, ba được công ty chuyển đi công tác ở gần nhà mình thôi. Đi chỉ mất 1 giờ đồng hồ, mà cũng chỉ mất 1 tuần để hoàn thành công việc rồi về lại căn nhà cũ. Chuyến đi này chẳng khác gì một chuyến du lịch ngắn ngày hết. Vậy hả ba? Vậy mà con cứ tưởng. Con chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện đã bày trò phá phách. Tối nay về ba mét mẹ đánh đòn cho biết. Ba, xin lỗi.
lần sau con hứa sẽ không hấp tấp mà gây họa nữa. Ủa, cái gì vậy ta? Trời ơi, sao mày dễ thương vậy nè? Anh ơi, chân em đau quá. Em bị làm sao vậy? Mà em là ai? Em cũng không biết em là ai nữa. Em chỉ biết là em ăn sự tức giận của người nuôi em để sống thôi. Hả? Em ăn sự tức giận để sống hả? Ôi da, đau quá. Thôi, đừng có nói nữa. Anh sẽ mang em về trước để coi sao đó. Anh ơi, vậy là anh sẽ nhận nuôi em hả? Được thôi, chỉ cần em không quậy phá là được. Em sẽ không quậy quá đâu. Anh chỉ cần bỏ em vô một cái hộp rồi đóng lại. Mỗi lần anh giận ai đó, em sẽ giúp anh. Vậy bây giờ em vào đây nha. Thú vị thật. Phải đi kể cho tay to và bụng mượn nghe mới được. Nè Bo Giang, hôm nay mình mới nhận nuôi được một con thú rất là lạ. Nó có thể ăn được sự tức giận của mình đó. Cái gì hả? Ơ, tại sắp cười, bạn không tin hả? Đương nhiên là không tin rồi. Làm gì có con nào ăn sự tức giận chứ. Tức quá, dám không tin lời mình. Đi đánh kiểu gì vậy hả? Đi đụng mình còn nói nữa. Thiệt là bực mình mà. Ngày gì mà xui dữ vậy trời. Ê, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Ui da, cái gì vậy nè? Nhìn bạn té mắc cười quá à. Mình đã nói là tránh ra rồi mà. Bạn, bạn dám chọc mình hả? Sẽ cho bạn biết tay. Nè bụng bự, bụng bự làm như vậy là sai rồi đó. Mình chỉ muốn chọc bạn đó tí thôi. Lát mình sẽ qua xin lỗi bạn đó mà. Quá đủ rồi. Bây giờ mình sẽ là thú cưng trả thù cho mình. Ồ, em thú dễ thương mà sáng. Sao bây giờ lại trở thành một con quái vật vậy ạ? Cảm ơn đúng đã cho ta ăn rất nhiều sự tức giận. Bây giờ ta sẽ thực hiện yêu cầu của đúng. Tiêu diệt hết các ngươi. Cô tụi mình vô đâu mời. Thôi tiêu rồi. Một quái vật nguy hiểm quá. Nè quái vật, ta không cần biết trả công cho ta nữa. Mới dừng lại ngay. Quá trễ rồi. Ta sẽ không nghe lời của ngươi nữa. Mình tha thứ cho các bạn. Tôi không tức giận nữa. Mình xin lỗi các bạn nhiều lắm nha. Hóa ra sự tức giận của mình nhiều đến nỗi mà biến nó thành một con quái vật luôn. Mình sai rồi. Từ nay mình sẽ tập bớt nóng giận lại, tập tha thứ và thông cảm nhiều hơn nữa. Không có sao đâu. Tụi mình cũng sai khi mà chọc bạn. Tụi mình huề nha. Ừ. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường. Ủa, mấy bạn nhìn kìa, sao mặt trăng hôm nay không vui gì hết vậy? Ừ, đúng rồi đó. Sao vậy ta? Có gì khó đâu, tụi mình gọi mặt trăng xuống hỏi thử đi. Có khi tụi mình giúp được thì sao? Mặt trăng ơi! Mặt trăng, bạn có chuyện gì không vui hả? Hôm nay á, lẽ ra là mình có hẹn đi chơi với các bạn của mình. Vậy thì bạn cứ đi chơi với bạn mình là được chứ vậy? Không được đâu. Hôm nay đến lượt mình chiếu sáng mà. Tụi mình được mẹ giao cho nhiệm vụ chiếu sáng. Hôm nay là đến lượt của mình rồi. Nhưng không được đi chơi với bạn á thì buồn lắm. Ừ, đúng rồi đó. Vậy tụi mình giúp bạn ấy đi. Tụi mình tìm mẹ của bạn ấy thì xin giùm được mà. Chắc mẹ có mặt trăng sẽ đồng ý thôi. Đúng rồi, giờ này mẹ mình sắp đi ngang qua đây để kiểm tra xem tụi mình có chiếu sáng không đó. Các bạn nhớ xin giùm mình nha. Đồng ý. À, mặt trăng mẹ kìa. Cô Mặt Trăng ơi! Chào các con. Hôm nay các con chơi vui không? Dạ, dạ vui. Tụi con được đi chơi với bạn bè nên tụi con mới vui vẻ được. Còn bạn Mặt Trăng... Mặt Trăng nhỏ của cô rất ngoan đó. Hôm nay Mặt Trăng nhỏ cũng có hẹn đi chơi với các bạn của mình. Nhưng sao hả cô? Con của mẹ ngoan lắm. Con thấy các bạn nhỏ ở đây chơi với nhau có vui không? Dạ,
rất vui luôn đó mẹ. Vậy khi con chơi với các bạn nhỏ ở đây, con có vui không nè? Có bạn mặt trăng nên tụi mình cảm thấy vui vẻ đó. Với lại hôm nay là Tết Trung Thu, nếu không có bạn mặt trăng thì còn gì là thú vị nữa. Tụi mình sẽ không thấy đường để chơi đâu. Mình cũng thấy vậy á, cùng các bạn múa hát dưới ánh trăng, nhìn mặt trăng mỉm cười á, mình mới cảm thấy đó là một đêm Trung Thu đầy đủ. Con xin lỗi. Con nghĩ các bạn ở đây cũng là các bạn của con, mà con lại rất quan trọng với các bạn nữa chứ. Đây mới là niềm vui của con. Đúng rồi, các bạn mặt trăng khác cũng đang đi đón Trung Thu với những người bạn nhỏ giống như con vậy nè. Không có thời gian đi chơi đâu. Đêm Trung Thu sẽ không còn đẹp nếu thiếu mặt trăng đó. Dạ, con hiểu rồi mẹ ơi. Các bạn ở đây rất là dễ thương. Chơi cùng các bạn cũng là niềm vui của con luôn. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay, em muốn cài trong anh chẳng làm. Vui quá đây. Đốm và Bụng Bự dựng lều nha, còn mình sẽ vào rừng hái nấm và trái cây. Bụng Bự, sao bạn lại làm bức chi cọc của mình vậy? Mình đâu có, mình... Kìa, hai cái dây kia kìa, tự nhiên cũng đứt luôn kìa đó. Chắc chắn là có kẻ phá hoại chúng ta. Nhưng là ai? Không biết là ai nữa, nhưng thôi, mình nhăn liều lại đi. À, mình biết là ai rồi. Dây đứt á, là do bị cắn nè. Kẻ phá hoại ở đây nè Bụng Bự. Nè, giỏ thì lên đây nói chuyện nè. Sao phá hoại vậy? Làm gì mà la hét ồn ào quá. Nè, sao mấy bạn phá lều của tụi mình vậy? Ai phá ai? Mấy bạn phá, các người phá đó. Ai phá ai? Mấy bạn phá đó. Mấy bạn phá, mấy người phá đó. Không có đâu bạn phá. Nếu để vậy thì quýnh nhau đi. Ai thắng thì người kia phải chịu mình là kẻ phá hoại được không? Hả? Ngon vào vô. Đây cũng đâu có sợ à. Khoan đã, chuyện đâu còn có đó. Thưa bác, các bạn chuột chuỗi đi nè, phá hoại lời của tôi con. Ai biểu mấy người làm cho nhà của chúng tôi đen tối là cái gì? Hồi nào, đừng có nói vậy nha. Thôi, cho ta can đi. Bây giờ ta sẽ xử thắng cho ai mà đánh bật được con Bismarck cao su này rớt xuống đất, được chưa? Chuyện nhỏ à, để con. Hả? Vậy nghe, nếu như không phải là Bismarck, có phải người bị tổn thương và đau sẽ là tụi con và chính bạn của mình không? Tụi con đang tranh cãi xem ai là người có lỗi, ai là kẻ phá hoại người kia, có đúng vậy không? Vậy đánh nhau có phân được ai có lỗi không? Dạ không ạ. Vậy sao thay vì đánh nhau thì mỗi người nhường nhau một chút? Nhà chuột đã có trước thì mình dời liều sang chỗ khác. Còn chuột muốn bạn dời đi, sao không đề nghị rõ ràng, có phải là ổn hơn không? Dạ phải, đúng vậy. Đốm, xin lỗi bạn. Chuột, mình xin lỗi bạn nha. Cho mình xin lỗi nha. Xin lỗi bạn nha. Thấy chưa, mọi chuyện đều luôn có cách giải quyết hết mà. Chỉ cần mình bình tĩnh thôi, hiểu không? Dạ. Gió thổi theo hướng cành cây bị nghiêng, vậy đồ của ba cũng bị cuốn theo hướng đó. Ê Bụng Bự, bạn đang làm gì đó? Mình mới mua lon nước nhưng mà bị mất khoen rồi, không có mở được. Chuyện nhỏ. Ha
Hả? Hả? Đuổi theo. Đuổi theo. Rồi, phải tìm cách khác thôi. Theo mình biết một con đường tắt. Đi đường này, chúng ta sẽ chặn đầu chiếc xe tải. Rào này là tới rồi. Đừng lo cho mình, bạn cứ tiếp tục chạy đi. Chỉ còn chiếc nón nữa là mình đã chưa tìm được toàn bộ tài sản của ba. Sắp xong rồi, cố lên. À, còn bụng bự. Đuổi theo. Đứa nào đó? Đứa nào ném đá vào đầu của ta? Bác bà ơi, cái nón đó của ba cháu rất thích, bác lấy liền cháu được không bác? Hai đứa bay ném đá vào đầu của ta, tự bơi ra mà lấy đi. Tại bạn á, phải tìm cách lấy lại nón chứ. Mình biết rồi, bây giờ bạn tìm cho mình những món này nha. Mình leo lên cây đây. Quăng lon nước ngọt lên đây đi bụng bự. Wow!
rồi. Sao giờ này chưa thấy đốm ở đâu hết vậy? Mẹ đốm có thấy mấy cái đồ tôi phơi ở ngoài sân hay không? Tự nhiên đâu mất tiêu rồi. Đốm, sao áo của con dơ quá vậy hả? Lại dọc đất nữa phải không? Mẹ cấm không được chơi dơ nữa nghe chưa? Dạ con biết rồi. Đốm, lên phòng học bài cho ba. Không thuộc thì ba bắt trái phạt nghe chưa? Dạ con biết rồi. Làm anh khó đấy. Phải đâu chuyện đùa. Với em, với em gái bé. Tại sao phải cứ học? Mình là con trai, không lẽ phải chơi búp bê mà không được kịch đất? Con lại không chịu học bài, chép phạt 5 lần bài này cho ba. Chán quá, kiếm trò nào vui vui chơi đi mấy bạn. Trò nào mới đây? Mình biết rồi, chơi trò con ngoan đi. Chơi như thế nào? Chia vai đóng ba mẹ, người đóng vai con phải làm sao để ba mẹ khen ngoan. Vậy bây giờ làm sao? Bây giờ mình sẽ làm ba, ngày mai đến tay to, ngày kia sẽ là bụng bự. Ba ơi, con làm bài xong rồi nè. Hôm nay con ở nhà rất ngoan, ăn cơm đúng giờ, tắm rửa sạch sẽ. Con hư quá, tại sao học phải để tập võ ngay ngắn như vậy? Bài chưa gì đã thuộc rồi. Ăn cơm phải ăn trễ, tắm rửa nhanh thôi, không cần phải sạch, như vậy mới ngoan. Đốm nè, tại sao như vậy mới là ngoan? Thưa ba, hôm nay con ăn rất nhiều phô mai mà ba không cho. Con chưa đánh răng, quần áo con rất là dơ ạ. Con thật ngoan, như vậy mới là con của ba. Quánh từ xì ra cái gì là cái này. Này hôm nay các con có gì ngoan nào? Thưa mẹ, hôm nay con quên làm bài tập, ăn cơm bằng dĩa, uống nước lọc với vòi nữa. À, con còn quên mang sách lên trường nữa mẹ. Tại sao con lại nói cái này là sách, cái này là cái dĩa? Đây nè, cái này là cái quần, còn đây là cái xe. Mẹ ơi, hôm nay con làm bẩn cái váy rồi, còn phải bậy lên cái nồi cơm nữa mẹ. Tại sao người lớn có bắt chúng ta phải làm theo những gì người lớn muốn vậy? Mình chỉ muốn ăn thật nhiều thôi. Còn mình hả, thì muốn chơi thật nhiều, không muốn học bài. Tại sao cứ phải học nhiều như vậy chứ? Mẹ xin lỗi con, vì đôi lúc ba mẹ khó chịu với con. Mai mốt không được như vậy nữa nghe chưa? Từ nay ba mẹ hứa là sẽ lắng nghe con nhiều hơn. Sao lại? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ, đồ chơi và chuyện tranh của con đâu hết rồi mẹ? Mẹ bỏ đi hết rồi. Nhưng tại sao? Do con ham chơi quá, không chịu lo học. Thầy giáo mới gọi điện thoại cho mẹ sáng nay, nên mẹ đã dọn hết, đem cho em su su của con rồi. Không biết đâu, sao mẹ không hỏi ý kiến con chứ? Không chịu đâu, tranh đồ chơi và chuyện tranh cho con. Không nói nhiều, mẹ đã quyết định rồi. Bây giờ đi học nhanh lên. Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Nè, con chạy đi đâu vậy hả? Đứng lại. Con ở nhà nữa, mẹ không thương con. Con ở nhà nữa, mẹ không thương con.
Mẹ không có thương mình gì hết, mình không muốn ở nhà nữa. Cái hang này dẫn mình tới đâu vậy ta? Anh à, em lỡ dọn hết đồ chơi và truyện tranh của con vì muốn nó học tốt hơn. Ai ngờ nó lại bỏ nhà đi. Bây giờ anh và em chia nhau ra tìm thằng bé. Khi thấy nó thì báo cho anh hay nha em. Sao nó lại biến quen vậy ta? Sao giống nhà mình hồi trước vậy? Em đi ngủ trước đi, để anh chăm con giùm cho em. Anh cứ đi ngủ trước đi, con nó bệnh như vậy sao mà em yên tâm ngủ được. Ồ ơ dí dầu cầu giáng đông đinh. Ủa, đó là mình hồi nhỏ sao? Con của mẹ mau chóng khỏe mạnh nha con. Nhìn con đau yếu như vậy, mẹ đau lắm. Mẹ mình thương mình như vậy mà mình cứ nghĩ mẹ không thương mình, mình hối hận quá. Anh thấy con chưa? Vẫn chưa. Cũng tại em mà con nó muốn bỏ nhà đi đó. Mẹ ơi! Con có sao không con? Mẹ lo quá, mẹ xin lỗi con. Con cũng xin lỗi mẹ, con nó hiểu sai về mẹ. Thôi, con nó về là mừng rồi em. Con đói rồi phải không? Về nhà, mẹ nấu cơm cho con ăn nha. Con thương ba mẹ nhất trên đời.